Chương 6. Điều hành doanh nghiệp của bạn. Trong chương này, tôi muốn điểm qua các khía cạnh thực tế khi phát triển một công ty và quản lý các công việc hàng ngày. Những việc như thuê nhân viên, điền vào tờ khai thuế VAT và tìm kiếm trụ sở làm việc. Đây là những điều đơn giản, nhưng sau khi tiếp xúc với nhiều doanh nhân mới vào nghề, tôi biết rằng nỗi e ngại về nạn quan liêu và về sổ sách kế toán là có thực. Tuy nhiên, sau 30 năm kinh doanh, tôi có thể hứa với bạn rằng thực tế tất cả mọi việc cần làm khi điều hành một doanh nghiệp chỉ gói gọn trong một yếu tố, đó là lẽ thường. Tôi đã nhận ra rằng quản lý một doanh nghiệp thực sự là thế mạnh của tôi và đó thực sự là nơi mà tôi tạo ra sự khác biệt nhất. Có một số nhà điều hành câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, nhưng tôi cá là tôi điều hành công việc kinh doanh của mình hiệu quả hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của tôi. Khi nhìn lại, tôi có thể thấy đó là sự sẵn sàng và khả năng điều hành việc kinh doanh dịch vụ nhà dưỡng lão của tôi đã khiến nó thành công như vậy. Kỹ năng quản lý tốt có thể đưa một công ty phát triển thịnh vượng. Nếu đây là hoạt động kinh doanh đầu tiên của bạn và trong sự nghiệp trước đây bạn chưa có dịp thể hiện bất kỳ ngôn ngữ hoặc quy trình quản lý nào, thì tôi hiểu rằng điều đó có thể khiến bạn nản chí. Nhưng như tôi đã nói ngay ở đầu cuốn sách này, một trong những điều giúp cho các doanh nhân thành công chính là khả năng chịu trách nhiệm trước công ty của mình, và đó cũng là nội dung của chương này, chịu trách nhiệm. Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ một chút thông tin mà tôi đã sớm phát hiện ra trong sự nghiệp của mình. Nó không đặc biệt thú vị hay tiết lộ bí mật gì, nhưng nó rất hữu ích. Bất kể bạn làm gì trong kinh doanh, tôi có thể hứa với bạn một điều, đó luôn là một tờ rơi hướng dẫn giúp cho công việc đó dễ dàng hơn. Cho dù đó là các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn của bạn, đăng ký VAT hoặc tính toán các khoản đóng góp vào bảo hiểm quốc gia của nhà tuyển dụng của bạn, chính phủ đã ban hành tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn về mảng đó và sẽ không tính phí khi gửi đến bạn. Tất cả đều có sẵn để tải về từ nhiều trang web của chính phủ. Nếu bạn dành thời gian để đọc chúng thay vì ngồi nhét ngón tay vào tai, nhắm mắt và la hét bla bla bla, theo như tôi biết thì đây là phản ứng đầu tiên của rất nhiều người. Bạn sẽ thực sự thấy chúng rất hữu ích và bạn sẽ không chỉ tiết kiệm cho mình chút chi phí chuyên môn, mà nói chung bạn còn được học hỏi thêm về hoạt động kinh doanh, cũng như am hiểu tường tận hơn về doanh nghiệp của bạn. Hãy nghe lời khuyên của tôi, chịu trách nhiệm về những việc nhỏ nhặt, những việc lớn sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng hơn nhiều. Đừng quên như tôi đã nói trước đây, bạn không cần phải biết mọi thứ ngay lập tức. Có thể bạn không bao giờ cần phải biết sự khác biệt giữa một cái gì đó được miễn trừ và thuế VAT với việc nó phải chịu thuế VAT là 0%. Vì vậy đừng quá lo lắng về các chi tiết không liên quan. Khi công việc kinh doanh của bạn phát triển, kiến thức về kinh doanh của bạn sẽ tự nhiên tăng lên. Vì vậy, đừng coi đây là một vấn đề đau đầu liên quan đến vận hành doanh nghiệp. Đó chỉ là lẽ thường mà thôi. Kỹ năng quản lý tốt có thể đưa công ty phát triển thịnh vượng, chịu trách nhiệm về những việc nhỏ nhặt, những việc lớn sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng hơn nhiều. Một cái tên nói lên điều gì? Có thể sẽ mất một thời gian đáng ngạc nhiên để đạt được cái tên phù hợp cho công ty, sản phẩm và thương hiệu của bạn. Ngành mà bạn đang hoạt động có thể chi phối sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể mua một cuốn cầu đố trẻ em tên là Wacho, nhưng bạn sẽ không hợp tác với một công ty kế toán có tên như thế. Nhưng tên công ty của bạn nói chung là điều mà bạn có quyền kiểm soát miễn phí. Tên công ty truyền tải những điều nhất định về hoạt động của bạn tới thế giới bên ngoài, và điều này nghĩa là có thể cần phải xem xét nhiều mặt hơn bạn nghĩ lúc đầu. Dành một chút thời gian để suy nghĩ về những cái tên công ty hiện có mà bạn thích và cố gắng tìm ra lý do tại sao bạn thích chúng. Khi bạn tìm được cái tên nào phù hợp nhất với công ty của bạn, thì đây là một số điều bạn có thể muốn xem xét. Tên của bạn nên bộc lộ điều gì về bạn? Bạn có muốn nghe có vẻ trẻ trung và sôi nổi, hay quan trọng đối với bạn là phải toát lên sự điều độ và truyền thống? Nếu bạn đang mở một cửa hàng bánh sandwich, bạn có muốn trở thành Jill Sandwich Shop, một tay đua Jilly Bab, trực tiếp là Fast and Tasty hay thượng hạng Egg and Crest? Mỗi cái tên này đều có thể thu hút mọi người và không khó để thấy rằng mỗi tên đều truyền đạt những điều hơi khác nhau tới khách hàng tiềm năng. Hãy tự hỏi xem liệu có quan trọng phải đặt tên công ty của bạn nói lên được hoạt động mà công ty thực sự đang làm không? Ví dụ quản lý tài chính của Brown, hoặc đại lý bất động sản của Brown, hoặc có thể chỉ là Browse của Brown. Hãy nhớ rằng mọi người sẽ không chỉ tìm bạn trên phố kinh doanh mà họ sẽ gọi cho dịch vụ chỉ dẫn và yêu cầu một đại lý bất động sản hoặc tìm kiếm trực tuyến để tìm ra một hãng. Họ không thể gõ Browse vào Google
nếu họ muốn tìm một giao dịch cụ thể. Vì vậy, đôi khi tùy chọn nhàm chán có thể mang lại lợi nhuận cao nhất. Vật tư xây dựng của Brown sẽ tìm được nhiều khách hàng hơn là giao dịch đỉnh cao của Brown. Đâu là thị trường của bạn? Hãy gắn bó với các cửa hàng bánh sandwich trong một phút. Nếu bạn đang mở đối diện một nhà máy nơi có rất nhiều công nhân muốn ăn trưa nhanh, thì bất kỳ một trong ba cái tên đầu tiên nào đã nêu trên đây cũng sẽ giúp bạn làm ăn được, trong khi cái tên cuối cùng có lẽ sẽ chỉ giúp bạn bán được ít hàng thôi. Tuy nhiên, nếu bạn hy vọng thu hút đến buổi dịch vụ ăn trưa của Yummy Mummy, thì Egg and Crest có thể sẽ tạo ra hình ảnh phù hợp. Hãy chắc chắn rằng tên của công ty của bạn có ý nghĩa nào đó đối với khách hàng tiềm năng. Nếu bạn muốn nhanh thiếu niên thích bạn, thì bạn không nên đặt cho mình một cái tên nghe có vẻ buồn tẻ và khó đọc. Tên miền có sẵn hay không? Ngày nay hầu hết các doanh nghiệp đều có một trang web, và thật lý tưởng nếu địa chỉ web, tên miền của bạn giống như tên công ty bạn. Khi bạn nghĩ ra tên công ty, hãy xem tính khả dụng của tên miền phù hợp tại trang web như www.laocostdomain.com. Trừ khi bạn có một cái tên khác thường đặc biệt, bạn có thể thấy rằng tên miền bạn muốn đều đã được sử dụng. Lý tưởng nhất là bạn muốn một tên miền ngắn và dễ nhớ nhất có thể, và tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của bạn. Có thể đáng để nghĩ ra một tên miền trước tiên và để nó quyết định tên công ty của bạn. Nếu bạn thực sự không thể tìm thấy tên miền của mình, hãy thử thêm trực tuyến hoặc Vương quốc Anh vào sau nó, hoặc bắt đầu với một chữ Y trong Internet hoặc E cho điện tử, Electronic. Nếu tất cả khả thi, bạn có muốn đuôi.com, và nếu điều đó không có sẵn thì đuôi.co.uk. Bạn nên tránh các hậu tố lạ, thiếu lịch sự và không chuyên nghiệp như .me.uk và .ltd.uk. Tất nhiên, không cần phải nói rằng nếu ai đó đang sử dụng tên miền mà bạn muốn, bạn nên kiểm tra trang web của họ. Người lướt web thường bị nhầm lẫn về các hậu tố và sẽ truy cập wget.com trước khi truy cập trang web của bạn tại wget.co.uk. Nếu wget.com là đối thủ, thì bạn có thể vừa bị mất một thương vụ, và nếu nó là một trang web khiêu dâm, thì mọi người có thể cho rằng bạn là người khiêu dâm. Nếu một trong hai trường hợp này xảy ra, bạn có thể muốn quay lại bảng vẽ và đưa ra một cái tên hoàn toàn khác. Có ai khác đang sử dụng nó? Khá rõ ràng về lý do tại sao bạn không muốn sử dụng một cái tên mà người khác đã dùng nó để giao dịch. Nó không chỉ gây nhầm lẫn cho khách hàng, mà nhà giao dịch hiện tại có thể cố gắng kiện bạn về những gì mà người ta gọi là mạo nhận. Có vài cách khá đơn giản bạn có thể kiểm tra xem tên bạn muốn đặt đã được sử dụng hay chưa. Gọi cho dịch vụ chỉ dẫn và hỏi về tên bạn muốn dùng. Nếu họ không có một danh sách cho một công ty nào theo tên đó, thì có thể bạn gặp may rồi đó. Truy cập website www.compensethouse.gov.uk, nơi bạn sẽ tìm thấy một danh sách có thể tìm kiếm được của mọi công ty trách nhiệm hữu hạn ở Anh. Chỉ cần gõ tên bạn đã chọn vào, và nếu tìm kiếm không cho ra kết quả chính xác, thì bạn đã chọn tên chuẩn rồi. Truy cập trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại www.ipo.gov.uk, nơi họ có một danh sách có thể tìm kiếm về mọi nhãn hiệu hoạt động tại Anh. Nếu ai đó đăng ký tên thương hiệu bạn muốn sử dụng, thì nó có thể gây nhầm lẫn và bạn có thể không được phép sử dụng nó. Dùng thử. Khi bạn đã chăn trở với nhiều tên khác nhau trong một thời gian dài, sẽ rất dễ đánh mất lập trường. Bạn có thể khá thích một cái tên bạn nghĩ đến ban đầu, và nó có thể khiến bạn mù quáng trước những gợi ý tốt hơn về sau. Dù bạn không thể quyết định hay bạn hoàn toàn chắc chắn về tên gọi cho doanh nghiệp của mình là gì, thì cứ dùng thử cũng chẳng sao. Hãy hỏi ý kiến bạn bè và gia đình. Nếu bạn đang mở một cửa hàng, hãy ngăn bước mọi người trên con phố mà bạn định buôn bán và hỏi xem họ thích tên nào. Thử hỏi tên từ càng nhiều người có khả năng là khách hàng tương lai càng tốt, và xem tên nào được họ hưởng ứng nhất. Khi tôi đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà dưỡng lão của mình với cục quản lý công ty, tôi không thể tin rằng cái tên mà tôi muốn vẫn còn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà dưỡng lão chất lượng dường như là một lựa chọn rõ ràng khi nó cho thấy rằng chúng tôi cung cấp một dịch vụ tốt hơn bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Và tôi nghĩ khi bạn chọn một từ kiểu như từ chất lượng, bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm phải thực hiện được những kỳ vọng đi kèm với nó. Tôi gặp nhiều khó khăn khi đặt tên cho câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe đầu tiên của mình. Thật khó để nghĩ ra một cái tên nào đó đặc biệt hoặc cái tên có ý nghĩa gì đó đối với các thành viên tiềm năng. Chính vợ tôi đã đề xuất gọi nó là câu lạc bộ Banatine.
một vài phòng tập thể dục gần đó hoạt động kém hiệu quả và các thành viên đã mất tiền. Đến lúc đó tôi được biết đến trong vùng là một doanh nhân có trách nhiệm và ghi tên mình vào câu lạc bộ, có nghĩa là các thành viên tiềm năng sẽ biết thông tin chi tiết về ngân hàng và tiền bạc của họ được xử lý bởi người mà họ có thể tin tưởng. Logo và thương hiệu. Trong khi bạn nghĩ xem tên công ty của bạn truyền đạt những điều nhất định về bạn tới khách hàng tiềm năng ra sao, thì việc nói về cách logo và thương hiệu của bạn sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của họ như thế nào cũng là vấn đề cần xem xét. Đây có thể không phải là điều bạn cần lo lắng quá nhiều để xem liệu bạn có đang mua bán trên eBay hay không. Nhưng nếu bạn phải giao dịch trực tiếp với khách hàng, thì bạn cần đặt logo và thương hiệu phù hợp. Cách mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng thương hiệu rất đáng ngạc nhiên. Tôi không nói về các thương hiệu lớn như Nike và Prada, nhưng cách đóng gói các sản phẩm và dịch vụ hàng ngày có vai trò định hướng các quyết định mà chúng ta đưa ra. Chúng ta chọn luật sư có tên toát lên vẻ tỉnh táo, Lorenzo & Mark, thay vì We Get You Up, chúng tôi làm bạn thất vọng. Được làm khắc trên các tấm thẻ bằng đồng thau, đơn giản, gắn trên cửa trước của họ. Nhưng nếu chúng ta đặt một nhà tổ chức tiệc, chúng ta sẽ muốn một người nào đó buộc bóng bay vào trước cửa nhà họ và tự đặt cho mình những cái tên thú vị như Party Time, thời gian dành cho bữa tiệc, hơn là tên dịch vụ tổ chức sự kiện của Tina. Cho dù đó là bóng bay hay thẻ đồng thau, thì cách bạn thể hiện bản thân mới là điều thực sự quan trọng. Một số công ty thành công hoàn toàn phụ thuộc vào thương hiệu, ví dụ như thuốc giảm đau Nurofen chứa chính xác lượng thành phần chính như thế là Ibuprofen, như thuốc giảm đau thương hiệu riêng của nhà hóa học, nhưng nó dẫn đầu thị trường mặc dù giá thành đắt gấp đôi. Ví dụ như các ban nhạc pop, thường là âm nhạc là rất tầm thường, nhưng người hâm mộ mua nó bởi vì họ hưởng ứng với tất cả các hoạt động bao gồm khiêu vũ, thời trang, nụ cười và làn da rạng rỡ. Hai sản phẩm giống hệt nhau với cùng một mức giá, có thể ra mắt cùng lúc với cùng một thị trường, nhưng sản phẩm nào được xây dựng thương hiệu phù hợp sẽ đánh bật được đối thủ trong kinh doanh. Tôi không phải là một chuyên gia về thương hiệu, và nếu bạn nghĩ doanh nghiệp của bạn sẽ sống hay chết tùy thuộc vào thương hiệu của nó, thì có thể bạn sẽ cần một cuốn sách xây dựng thương hiệu chuyên dụng và có thể là các dịch vụ của một hãng chuyên về xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, tôi đã tích lũy đủ qua nhiều năm để nhận ra rằng về cơ bản thì xây dựng thương hiệu là việc truyền đạt giá trị của bạn đến khách hàng. Bạn có thể muốn chỉ ra rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là trung thực, vui vẻ, cao cấp, nhân đạo hoặc tiện lợi. Giá trị không phải lúc nào cũng dễ dàng để xác định và chúng có thể khá trừu tượng. Nhưng một khi bạn đã tìm ra đâu là giá trị, thì việc thiết lập một thương hiệu có ý nghĩa cho khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cách tốt nhất tôi biết để thực hiện nhiệm vụ này là đưa ra ba từ, chỉ ba từ thôi, mà bạn muốn khách hàng của bạn liên kết tới công ty của bạn. Có lẽ nó sẽ hữu ích hơn nếu tôi lấy cho bạn một vài ví dụ. Virgin, vui vẻ, chống thiết chế, chống lại các nguyên tắc xã hội, giá trị tốt. Hiệp hội xây dựng toàn quốc, đáng tin cậy, tập trung vào khách hàng, thân thiện. Mark & Spencer, chất lượng, giá trị, dịch vụ khách hàng. Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Banatine, thân thiện, năng động, chất lượng. Khi bạn đã nghĩ ra ba từ tổng hợp được sản phẩm dịch vụ của mình, bạn cần phải tự hỏi mình rằng liệu bạn có đang truyền đạt những điều này một cách hiệu quả không? Giấy tiêu đề, thiết kế trang web hoặc mặt tiền của cửa hàng bạn có nêu cho khách hàng biết bạn đang đại diện cũng như đang làm gì không? Từng phương thức giao tiếp với khách hàng của bạn có thể hiện được những điều tương tự như vậy không? Nếu bạn có một trang web nghèo nàn nhưng lại có một sản phẩm chất lượng cao cấp, bạn sẽ truyền đạt những thông điệp không nhất quán tới mọi người. Là một doanh nghiệp mới, cách tốt nhất để thiết lập quan hệ giữa doanh nghiệp của bạn với khách hàng là bạn phải cung cấp cho họ một thông điệp nhất quán và mỗi cách bạn giao tiếp với họ sẽ truyền tải cho họ thông điệp tương tự vậy. Có nhiều hãng thiết kế có thể giúp bạn thiết kế logo và tư vấn về màu sắc bạn có thể sử dụng để truyền tải đúng thông điệp. Bạn có thể đàm phán giá cả của họ xuống bằng cách nêu ra một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn và tóm tắt chúng kỹ càng. Chẳng có nhà thiết kế nào muốn nghe, hãy cứ làm những gì mà anh nghĩ là hiệu quả nhất đấy. Họ muốn có hướng dẫn rõ ràng. Đây là một loạt các logo mà tôi thích từ các công ty khác. Giá trị thương hiệu của chúng tôi là niềm vui và tốc độ. Tôi muốn màu sắc chủ đạo là màu đỏ. Hiện nay chi phí để hoàn thành thiết kế một logo rẻ hơn nhiều so với trước đây. Có những công ty chuyên về thiết kế trực tuyến như www.britishlogger.co.uk sẽ đưa ra lựa chọn các logo với giá dưới 100 bảng.
một tìm kiếm trên Google sẽ cho ra nhiều kết quả hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự thiết kế miễn phí, vì hầu hết các máy tính ngày nay được bán đều có một gói phần mềm sẽ cho phép ta làm điều đó với chút năng khiếu. Thanh thiếu niên có thể được hưởng lợi từ thực tế này vì họ không chỉ thành thạo về mặt kỹ thuật hơn hầu hết người lớn, nhưng dường như họ luôn có một người bạn có thể xây dựng một trang web, thiết kế tờ rơi hoặc tạo ra một logo. Thương hiệu không thể bất biến. Nếu doanh nghiệp của bạn thay đổi, thương hiệu và logo của bạn cũng có thể cần phải thay đổi. Trong tổ chức của tôi, chúng tôi nhận ra rằng cái tên Banatine đã trở thành một thương hiệu khi hồ sơ của tôi được Dragon's Den tiếp nhận. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần thực hiện một vài thay đổi. Ví dụ, khách sạn của tôi ở Darlington, trước đây gọi là Granger, đã trở thành khách sạn Bonatine. Thật hợp lý khi tất cả doanh nghiệp của tôi có cùng một logo, câu lạc bộ sức khỏe, quán bar, phát triển bất động sản, khách sạn. Nhưng logo chúng tôi sử dụng cho các câu lạc bộ sức khỏe hơi mang tính thể thao của một khách sạn cao cấp. Vì vậy, chúng tôi đã thuê thiết kế một logo đẳng cấp hơn. Logo này hiện đang được sử dụng trên tất cả các dự án kinh doanh mới mang tên Banatine của tôi. Xây dựng thương hiệu rất quan trọng đối với tất cả các công ty, nhưng có thể đây không phải là thứ nên chiếm quá nhiều thời gian và ngân sách của bạn ở giai đoạn đầu. Cũng có thể là việc tái xây dựng thương hiệu sau này trong sự phát triển của bạn có thể mang đến cho bạn cơ hội được phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Chỉ bạn mới có thể quyết định xem đây có phải là thứ bạn cần tập trung vào hay không, hoặc liệu đó có phải là một sự phân tâm khi đến gần mục tiêu của bạn hơn không. Kinh doanh cá thể, công ty hợp danh hay công ty trách nhiệm hữu hạn? Chọn được cấu trúc pháp lý phù hợp cho quyền sở hữu công ty của bạn là một điều mà tôi biết rất thu hút nhiều mối quan tâm của những người lần đầu tiên trở thành doanh nhân. Nhiều người nghĩ rằng trở thành một công ty trách nhiệm hữu hạn trông có vẻ đáng ngưỡng mộ, nhưng lại không hiểu các quy trình và cam kết có liên quan. Kinh doanh cá thể. Đây là hình thức giao dịch dễ dàng và có chi phí thấp nhất nếu bạn đang thiết lập một hoạt động kinh doanh tại nhà mà trước mắt sẽ không tuyển dụng đội ngũ nhân viên. Đó là cách tôi điều hành công việc kinh doanh kem của mình, vì chẳng có gì khác biệt so với tự làm chủ cả. Nghĩa là chưa cần bất kỳ thủ tục giấy tờ nào vào thời điểm mới bắt đầu. Tuy nhiên, trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu kinh doanh, bạn có nghĩa vụ thông báo cho sở thuế vụ về tình hình tự kinh doanh của bạn. Bạn có thể tải mẫu đơn cần thiết tại www.inlandevanua.gov.uk. Thu nhập kinh doanh của bạn sẽ được coi như bất kỳ khoản thu nhập ngoài giờ nào khác và nhiều chi phí của bạn sẽ được khấu trừ thuế. Bạn sẽ cần phải hoàn thành tờ khai thuế tự đánh giá hàng năm và trả thuế cho lợi nhuận của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải đóng góp bảo hiểm xã hội trên số lợi nhuận của bạn, cũng như đóng góp bảo hiểm xã hội hạng 2 là 2,3 bảng một tuần cho 2008 và 2009. Nếu doanh nghiệp của bạn làm ăn thua lỗ, bạn có thể bù đắp số tiền này bằng bất kỳ khoản thu nhập nào mà bạn có thể có ở mảng khác. Bạn sẽ cần phải lưu giữ hồ sơ cẩn thận về các chi phí và thu nhập của mình, và miễn là bạn làm điều này thì việc xử lý các vấn đề về thuế sẽ không quá khó khăn. Nếu hoàn thành tờ khai thuế là điều bạn thấy khó khăn, thì kế toán viên địa phương sẽ chuẩn bị tài khoản giúp bạn với một khoản phí phải chăng. 200 bảng là một con số khá hợp lý nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản thôi. Bạn sẽ thấy từ nhiều trường hợp nghiên cứu trong cuốn sách này rằng các doanh nhân khác rất hài lòng khi thuê kế toán ngoài. Nếu bạn thấy rằng việc chui mũi vào đống giấy tờ thật lãng phí thời gian và chuyên môn của bạn, thì hãy chấp nhận đề xuất việc thuê một kế toán giỏi nào đó. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không coi các tài khoản là trách nhiệm của ai khác là được. Đó là tài khoản của bạn và bạn phải luôn nắm rõ các số liệu quan trọng trong đó. Những người tự làm chủ phải trả thuế của họ theo từng đợt 6 tháng một lần hoặc hàng năm, có nghĩa là bạn sẽ gặp khó khăn khi hóa đơn thuế của bạn đến kỳ hạn mà bạn chưa dành tiền để trả thuế. Tin tốt là bạn có thể sẽ có lợi nếu bạn nộp thuế trước một năm. Bạn có thể chấm dứt hình thức kinh doanh cá thể này bất cứ khi nào bạn muốn. Điều đó có nghĩa là khi công ty của bạn phát triển và bạn muốn chính thức hóa tình trạng của mình thì chẳng cần phải giải quyết thủ tục giấy tờ giải thể chán ngắt nào cả. Theo quan điểm của tôi, đây là một cách lý tưởng cho một doanh nghiệp quy mô nhỏ còn non trẻ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng đầu tư thì rất ít người ủng hộ sẽ bỏ tiền vào một dự án kinh doanh mà không có trạng thái sở hữu hợp pháp. Ưu nhược điểm của hình thức kinh doanh cá thể. Ưu điểm: dễ dàng, tiện lợi, linh hoạt, chi phí bảo hiểm xã hội thấp, ít bị pháp luật chi phối kiểm soát. Nhược điểm: trách nhiệm không hữu hạn với bất kỳ khoản nợ nào của công ty, có thể gặp khó khăn khi huy động vốn.
Quan hệ đối tác. Nếu bạn bắt đầu kinh doanh với bạn bè, thì việc xây dựng quan hệ đối tác là một lựa chọn mà bạn nên xem xét. Về mặt pháp lý, quan hệ đối tác cũng tương tự như kinh doanh cá thể, khi mà bạn không cần phải đăng ký công ty hoặc chuẩn bị bất kỳ thủ tục giấy tờ khó khăn nào cho bất cứ ai ngoài công ty. Tất cả những gì bạn cần làm là đưa ra một thỏa thuận giữa các đối tác, có một vài loại hình quan hệ đối tác với các quy tắc hơi khác nhau để phù hợp với các tình huống khác nhau. Lý do cho điều này là quan hệ đối tác có thể không ổn định. Một đối tác rời đi hoặc dành ít thời gian hơn như đã hứa trong dự án kinh doanh, và vì vậy các thỏa thuận hợp tác chính là việc đảm bảo các đối tác tôn trọng những cam kết với nhau. Một trong những nhược điểm chính của quan hệ đối tác là tất cả các đối tác trở nên có trách nhiệm như nhau đối với các khoản nợ của công ty. Vì vậy, nếu một trong số các bạn có một khoản vay dưới danh nghĩa tên công ty và bon rút tiền mặt, thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ đó. Bạn có thể muốn xem xét việc thiết lập những gì được coi là hợp tác trách nhiệm hữu hạn, trong đó có trách nhiệm của các đối tác được giới hạn trong khoản đầu tư ban đầu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại website www.compainhouse.gov.uk /info-and-guide/LLP. Trong một quan hệ đối tác, bạn có thể đặt tên cho công ty, nhưng bạn có một yêu cầu pháp lý được đặt tên riêng của bạn trên bất kỳ tài liệu nào. Ví dụ, giấy thông báo có tiêu đề của bạn có thể có logo và tên công ty của bạn, nhưng ở đâu đó trong bản in nhỏ, tất cả tên các đối tác cũng phải được liệt kê ra. Tương tự vậy, nếu bạn mở một tài khoản kinh doanh trong quan hệ đối tác, bạn sẽ có thể được ban hành những cuốn sổ ngân phiếu có nội dung Bill Smith và Amy Martin giao dịch dưới cái tên Ace Plumbing, chứ không phải gọi thẳng Ace Plumbing. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề thuế của riêng mình, và giống như kinh doanh cá thể, sẽ cần phải hoàn thành tờ khai thuế tự đánh giá hàng năm, chia sẻ lợi nhuận cũng được coi như bất kỳ hình thức thu nhập nào khác. Tương tự như vậy, chia sẻ chi phí của bạn sẽ được khấu trừ vào thuế. Mặc dù không có yêu cầu pháp lý phải thông báo cho chính quyền về quan hệ đối tác của các bạn, nhưng tôi khuyên bạn nên chính thức hóa sự thỏa thuận bằng một hợp đồng hợp tác. Ngay cả khi bạn đã quen biết đối tác kinh doanh trong nhiều năm, bạn sẽ cần một luật sư để làm điều này, và nó phải chỉ ra được ai sở hữu những gì, ai nhận bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, và nếu một bên mong muốn rời khỏi quan hệ đối tác thì sao? Điều đó sẽ chỉ tốn không đến 200 bảng. Tôi cho rằng nó giống như một cuộc thỏa thuận tiền hôn nhân. Nghĩ đến điều đó thật sự khiến ta mất vui khi lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng nó sẽ tránh được nhiều nuối tiếc đau khổ về sau nếu mối quan hệ đối tác bị phá vỡ. Ngoài ra, khi thống nhất vai trò và trách nhiệm ngay từ đầu, các bạn cũng có thể làm việc mang tính xây dựng với nhau hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thường được mô tả là mang đến lợi thế cho các doanh nghiệp mới, cụ thể là các khoản nợ được giới hạn ở số lượng cổ phiếu mà bạn sở hữu trong công ty. Vì vậy, theo lý thuyết, nếu bạn bắt đầu một công ty với 100 bảng và nó bị phá sản với hàng ngàn bảng nợ nần, thì tất cả khoản nợ sẽ là 100 bảng, và nếu bạn đã đầu tư 100 bảng đó rồi, thì bạn chẳng nợ nần gì cả. Trong thực tế, tôi nghĩ hình thức này khá là không xác thực, vì không có công ty mới nào sẽ được cung cấp tín dụng mà không cần phải tài sản thế chấp của người sáng lập. Công ty có thể phải chịu trách nhiệm về khoản nợ, nhưng rất có thể ngân hàng sẽ yêu cầu thế chấp nhà của bạn và sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc thu hồi lại nếu khoản vay của công ty bị vỡ nợ. Tuy nhiên, có những khoản nợ khác mà công ty có thể có, như trả thuế VAT hoặc trả cho nhà cung cấp hoặc lương nhân viên. Điều đó sẽ bị giới hạn ở vốn cổ phần ban đầu của bạn nếu bạn bị phá sản. Ngoài ra, còn có một số lợi thế khác khi trở thành một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng những lợi thế đó đi cùng với trách nhiệm, và hầu hết những lợi thế đó đều ở dạng quan liêu. Một công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể pháp lý riêng biệt, có thể làm những việc như sở hữu tài sản, vay nợ, kiện các công ty khác và bị khởi kiện. Bởi vì thực tế này, mỗi công ty trách nhiệm hữu hạn phải có ít nhất một giám đốc, người có trách nhiệm pháp lý phải quản lý công ty đó, cũng phải có một thư ký công ty đảm bảo duy trì hồ sơ quan trọng đúng cách. Giám đốc và thư ký có thể là cùng một người. Mỗi công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký với cục quản lý công ty và không có hai công ty nào được phép trùng tên. Mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn phải nộp tài khoản của họ được công bố trên một sổ đăng ký công khai. Một trong những lợi thế lớn của việc hợp nhất là nó nêu rõ cổ phần của mỗi cổ đông và có trách nhiệm là gì. Nếu có một vài người trong số các bạn tham gia vào công ty cũng như nhà đầu tư bổ sung, việc hợp nhất sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn vào công ty được an toàn. Thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn không tốn chi phí và thời gian.
Tất cả thông tin bạn cần có sẵn tại www.companhouse.gov.uk. Bạn thậm chí có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Bạn cần có 3 điều kiện bắt buộc. Một địa chỉ ở Anh sẽ trở thành địa chỉ đăng ký của công ty để chính thức gửi và nhận thư tín. Một tên công ty duy nhất và 20 bảng bao gồm cả phí đăng ký. Bạn có thể trả nhiều tiền hơn khi dùng dịch vụ chuyển phát nhanh. Cục quản lý công ty được đào tạo để hỗ trợ những người lần đầu làm kinh doanh hoàn thành giấy tờ cần thiết. Nhưng có vô số công ty, thường là luật sư hoặc kế toán, cũng như các hãng chuyên về mảng thành lập công ty. Những người có thể đảm nhận công việc này cho bạn, tôi thực sự khuyên bạn không nên thuê ngoài loại hình quản trị viên này. Nếu bạn làm như vậy, sẽ luôn có một phần công việc kinh doanh của bạn mà bạn không hiểu rõ và sẽ cảm thấy đó là trách nhiệm của người khác. Không phải ai cũng được coi là phù hợp để trở thành giám đốc của một công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn, và nếu bạn có lịch sử tín dụng xấu hoặc một trong những đối tác của bạn như vậy thì bạn có thể bị cấm. Nếu bạn đã bị tuyên bố phá sản, bạn thường sẽ phải đợi cho đến khi thoát khỏi sự phá sản thì mới có thể nộp đơn xin một chức giám đốc. Lợi ích của việc này là bạn sẽ có thể sớm tìm ra điều gì đó về đối tác của mình. Là một phần của quy trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu lập điều lệ thành lập công ty. Phải tuân theo một mẫu tiêu chuẩn. Bạn có thể mua các mẫu in có chừa khoảng trống trong hầu hết các văn phòng phẩm và đăng ký tên, giám đốc và vốn cổ phần của họ, địa chỉ của bạn và bản chất hoạt động kinh doanh của bạn. Địa chỉ công ty không phải là địa chỉ nhà của bạn. Nếu bạn thuê một kế toán, họ thường sẽ cho phép bạn sử dụng địa chỉ của họ. Tôi khuyên bạn nên làm điều này để tránh trường hợp địa chỉ nhà của bạn xuất hiện trên sổ đăng ký công khai tại cục quản lý công ty và do đó các nhà tiếp thị và những người bán hàng bằng cách gửi thư giác có thể dễ dàng tiếp cận địa chỉ đó. Không giống như một mối quan hệ đối tác, nơi bạn có thể làm đơn giản là ngừng giao dịch nếu mọi việc không hiệu quả, một công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải được giải thể một cách chính thức và tài sản được phân bổ theo tỷ lệ giữa các cổ đông. Đây có thể là một quá trình khó khăn vào thời điểm khó khăn. Nếu bạn đã phá sản và có đầy việc khác thì cần gì phải giải quyết. Ưu nhược điểm của một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ưu điểm, trông có vẻ đáng ngưỡng mộ. Cổ phần của mỗi thành viên được thiết lập rõ ràng. Bạn có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ. Nhược điểm, thủ tục giấy tờ ban đầu, trách nhiệm liên tục để duy trì hoạt động kế toán, quy trình dài có thể mất thời gian. Mặc dù có rất nhiều thủ tục giấy tờ liên quan và phải cam kết nộp hồ sơ tài khoản hàng năm, nhưng lợi ích to lớn của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là nó giúp cho người hỗ trợ nhân viên có thể tiếp cận cổ phiếu, có lẽ là một phần của chương trình tùy chọn cổ phiếu nhân viên dễ dàng hơn. Các công ty trách nhiệm hữu hạn có vẻ đáng ngưỡng mộ và cho dù bạn đang cố gắng để tranh thủ sự đầu tư hoặc thuyết phục nhân viên, nếu bạn có tư cách pháp nhân thì thường sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Cơ sở làm việc. Có hai yếu tố bòn rút tài nguyên của các công ty mới thành lập: nhân viên và trụ sở làm việc. Nếu ngân quỹ eo hẹp thì một trong những cách tốt nhất để bạn có thể cải thiện dòng tiền không phải thuê trả tiền thuê nhà. Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm văn phòng hoặc không gian kho bãi, hãy nhìn vào chính ngôi nhà bạn và xem liệu bạn có thể khởi động kinh doanh từ đó hay không. Tôi điều hành doanh nghiệp câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe từ cái bàn ăn của mình trong hơn một năm trước khi tôi có một văn phòng và chưa bao giờ hiểu nổi các doanh nhân, những người đang vội vàng thuê cho được một văn phòng đắt tiền để làm gì. Tôi ngờ rằng họ chỉ muốn cái văn phòng như thế vì bạn bè và gia đình, sẽ không nghĩ rằng họ đã có một công ty đúng chuẩn cho đến khi họ có được cơ sở mặt bằng. Đối với nhiều nhân viên ngày nay, văn phòng của họ là một máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động hoặc thậm chí là chiếc BlackBerry của họ. Toàn bộ đội ngũ bây giờ có thể làm việc với nhau từ xa bằng cách sử dụng kết nối băng thông rộng và dịch vụ điện thoại miễn phí như Skype. Nó có thể tiết kiệm chi phí hơn nhiều khi khởi nghiệp theo cách này và đang chỉ thuê phòng họp khi bạn cần hội họp với nhau. Có nhiều tổ chức cung cấp các cơ sở này như Redwood và MWB và họ cung cấp vào các thiết bị máy tính và hội nghị hiện đại. Tất nhiên, một trong những lợi ích khác khi làm việc tại nhà là bạn không lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc đi lại. Nếu bạn lo lắng rằng việc cung cấp địa chỉ nhà làm cho địa chỉ công ty của bạn trông có vẻ sai sai, thì bạn có thể dễ dàng có hộp thư bưu điện, chi phí không đến 60 bảng một năm. Kiểm tra www.royalmail.com để biết thêm chi tiết hoặc hỏi thông tin tại bưu điện địa phương bạn. Việc này không hẳn là hiệu quả,
đối với mọi công ty mới thành lập và không có nghi ngờ gì về việc mọi người thích làm việc trong một văn phòng với những đồng nghiệp tuyệt vời, những người tạo cảm giác là công ty đang diễn ra, tinh thần đồng đội khó bồi dưỡng và khai thác hơn khi mọi người làm việc riêng lẻ. Đôi khi tinh thần và quyết tâm đó là yếu tố đưa công ty trải qua thời kỳ khó khăn. Vì vậy, nếu công ty bạn cần mặt bằng, thì bạn nên tìm kiếm gì nữa? Thứ nhất, là một mức giá tốt, bạn cần duy trì chi phí thấp nhất có thể. Một cách để làm điều này là dùng chung văn phòng với người khác. Có thể là sếp cũ có một vài chiếc bàn dự phòng mà bạn có thể sử dụng với giá thuê lại thấp thôi. Hoặc có thể bạn biết một số người khác đang tìm kiếm một văn phòng và có thể tiết kiệm tiền cho bản thân bằng cách thuê chung. Tôi đã điều hành viện dưỡng lão chất lượng từ một nhà lắp ráp sẵn thuộc cơ sở viện dưỡng lão đầu tiên trong vài năm trước khi chúng tôi chuyển đến một phòng trống của một trong những viện khác. Đó là nhiều năm trước, khi tôi phải trả phí thuê trụ sở làm việc. Thậm chí, ngày nay văn phòng của tôi cũng không lấy gì làm hoành tráng. Có rất nhiều công ty cho thuê văn phòng với nhà vệ sinh và thiết bị nhà bếp dùng chung. Chỉ cần tra cứu không gian văn phòng trong các trang vàng để tìm được văn phòng nào gần bạn nhất. Thường thì giá thuê của họ cao hơn một chút trên mỗi mét vuông so với các nhà cung cấp khác, nhưng họ thường cung cấp giá thuê linh hoạt hơn. Có lẽ chỉ yêu cầu một tháng đóng trước, chứ không phải là 6 tháng. Đó vốn là chuyện ít gặp trong giỏi giới kinh doanh. Công ty Avanta của chú rồng James Khan thiết kế các tổ hợp văn phòng theo cách mà khách hàng ghé thăm sẽ không bao giờ biết được văn phòng không phải là của riêng bạn. Có thể khó mà so sánh giá của các văn phòng, vì một số văn phòng ra đó bao gồm cả tiền dịch vụ điện thoại hoặc phí bảo trì hoặc vệ sinh, trong khi những văn phòng khác lại tính các mảng phí này riêng. Hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác mình đang phải trả tiền cho những gì, và chỉ một lời cảnh báo thôi, các nhà cung cấp văn phòng cung cấp dịch vụ điện thoại thường giảm tiền thuê đường dây và tăng phí cuộc gọi. Nếu bạn và nhân viên bán hàng của bạn sẽ phải dành nhiều thời gian cho các cuộc gọi điện thoại thì có thể sẽ rất tốn kém. Có lẽ bạn đang không ngừng tìm kiếm văn phòng mà là một phim trường hoặc nhà máy nơi bạn có thể sản xuất sản phẩm của mình. Nếu hoạt động kinh doanh của bạn có thể rất ồn ào hoặc có mùi hoặc liên quan rất nhiều đến khách hàng tới thăm thực tế, thì bạn cần tìm những cơ sở cho thuê và nội dung quy hoạch cho phép điều này. Lý tưởng nhất là bạn không phải chi vốn khởi nghiệp vào việc sửa sang lại cơ sở sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Vì vậy, hãy tìm kiếm các cơ sở mà di truyền công việc của bạn có thể được tiến hành ngay. Nếu bạn đang tìm kiếm một mặt bằng thương mại, tốt nhất nên bắt đầu với một gian hàng tại chợ hơn là thuê cửa hàng. Nhiều thị trấn và vùng ngoại ô có chợ trong nhà. Những chợ này có các gian hàng được trao cho các thương nhân cấp nhỏ hơn. Đây là những nơi tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh bán lẻ vì nó mang đến cho bạn cơ hội thành lập mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng trước khi bạn thuê gian hàng đó giá cao hơn. Bạn thậm chí có thể thuê một số không gian trong một cửa hàng hiện có, như thiết lập một hàng dây ở phía sau của một cửa hàng bán váy hoặc dịch vụ làm móng trong một tiệm làm tóc. Tất nhiên có những chi phí khác đi kèm với việc chuẩn bị mặt bằng, cũng như các hóa đơn tiện ích và chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tăng gấp đôi những chi phí này nếu bạn bắt đầu làm việc từ nhà. Bạn sẽ cần những thứ như bảo hiểm trách nhiệm công cộng vì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu khách hàng hoặc nhân viên của bạn gặp tai nạn và họ bị thương. Bạn cũng sẽ cần tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn, và những điều này có thể tốn thêm chi phí. Đó có thể là việc trả phí cho một số biểu hiện không hút thuốc, nhưng nó cũng có thể là việc trả phí để yêu cầu thay đổi quyền truy cập mạng đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể kiểm tra các nghĩa vụ về vấn đề sức khỏe và an toàn của mình tại www.direct.gov.uk. Có chữ sức khỏe và an toàn vào mục tìm kiếm để hiện ra đúng trang kết quả. Trong những ngày đầu thành lập công ty, điều bạn cần là sự linh hoạt, cho dù đó là khả năng thuê thêm không gian nếu công ty khởi sắc hoặc giảm diện tích nếu bạn làm ăn sa sút. Đừng ngại nỗ lực đàm phán để có được các điều khoản bạn mong muốn. Chủ nhà có thể không đưa ra thỏa thuận tốt nhất cho bạn ngay lập tức, nhưng nếu họ muốn tiền của bạn thì mức độ trở nên linh hoạt của họ có thể khiến bạn phải ngạc nhiên. Những yếu tố khác cần xem xét khi bạn tìm kiếm cơ sở làm việc là: có đủ chỗ đậu xe cho khách hàng và nhân viên không? Khách hàng có thể đỗ xe bên ngoài để chất đồ hoặc đi đâu đó nhanh chóng trong chốc lát không? Tiếp cận như thế nào đối với việc giao hàng? Hàng xóm của bạn là ai? Họ có thể chào đón bạn không hay làm khó mọi điều? Khách hàng và nhân viên của bạn có cảm thấy an toàn không, đặc biệt khi trời tối và mùa đông? Có bất kỳ hạn chế nào về mặt quy hoạch,
sẽ cản trở việc bạn đặt biển báo của riêng mình hay không? Có nơi nào để ăn trưa không? Có hai yếu tố bòn rút nguồn tài nguyên của các công ty mới thành lập, nhân viên và cơ sở làm việc. Tuyển nhân viên. Tuyển dụng những nhân viên đầu tiên là một bước tiến lớn đối với bất kỳ công ty mới nào, nhưng dù việc có thêm nhân lực sẽ tạo điều kiện cho bạn đảm nhận các dự án khác và dẫn dắt doanh nghiệp lên một tầm cao mới, thì nhân viên cũng đi kèm với những thứ có thể mang lại rắc rối cho bạn. Nhiều tệ quan liêu hơn, cho dù đó là bảo hiểm hay trả thuế trừ vào lương, thì với tư cách là nhà tuyển dụng nhân lực, bạn sẽ phải đảm nhiệm một loạt các trách nhiệm mới. Tôi biết có rất nhiều công ty mới cố gắng tránh nạn quan liêu bằng cách trả lương cho nhân viên trên cơ sở làm việc tự do. Điều này chắc chắn có lợi thế. Tất cả các tài xế mà tôi đã tuyển trong hoạt động kinh doanh kem của mình đều là tự làm, có ít quản trị viên phải tham dự hơn. Nhưng có những quy định cản trở bạn tuyển dụng nhân viên làm toàn thời gian theo cách này. Là một công ty mới, bạn muốn mọi người tập trung lại với nhau. Và nếu nhân viên của bạn cũng đang làm việc cho các công ty khác, họ có thể không phải lúc nào cũng có mặt ngay khi bạn cần đến họ. Rất khó để có được tinh thần đồng đội nếu bạn không có một đội ngũ thích hợp. Vì vậy tốt hơn là bạn nên làm quen với ý tưởng trở thành một nhà tuyển dụng. Bảo hiểm. Khi công ty có nhiều hơn một nhân viên thì bạn cần phải có bảo hiểm trách nhiệm sử dụng lao động để phòng khi nhân viên bị bệnh hoặc gặp tai nạn trong quá trình làm việc. Phí bảo hiểm phụ thuộc vào số lượng nhân viên, tổng mức lương chi trả, lịch sử khai báo và những nguy cơ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn có thể tìm danh sách các công ty bảo hiểm có thẩm quyền ở cơ quan dịch vụ tài chính www.ssa.gov.uk và những thông tin liên quan từ cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn www.bse.gov.uk. Đối với công ty nhỏ, tiền bảo hiểm sẽ không quá 20 bảng một tháng. Thuế. Khi làm chủ doanh nghiệp, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế của nhân viên và nộp lại cho sở thuế vụ. Bạn phải chắc chắn là số tiền nhân viên đóng vào quỹ bảo hiểm quốc gia được khấu trừ và khoản đóng góp quan trọng hàng đầu của người lao động, của nhân viên của bạn được thực hiện. Sở thuế vụ biết được rằng hoạt động này có thể rất mất công nên họ đã tiến hành biên soạn toàn bộ gói khởi động cho tân giám đốc. Bạn có thể tải tài liệu này từ trang web www.bmrc.gov.uk hoặc có thể liên lạc đến số điện thoại 0845-7646-6646 để nhận tài liệu. Nếu là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể hưởng lợi về tài chính vì không cần phải trả thuế nhân viên ngay lập tức, do đó bạn có thể kiếm được ít tiền lãi trước khi nộp thuế này. Nếu bạn trả lương nhân viên chậm thì càng có lợi cho dòng tiền của mình. Nếu bạn trả lương tháng 6 cho nhân viên vào ngày 10 tháng 7 thì bạn không cần phải nộp tiền thuế vào sở thuế vụ cho đến tháng sau, tức ngày 10 tháng 8. Trong kinh doanh, đây là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho dòng tiền lưu thông. Thuế kế toán sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc quản lý bảng lương và tùy thuộc vào quy mô công ty, việc này sẽ không tốn quá vài trăm bảng Anh một tháng. Lương hưu. Theo quy định của luật hiện hành, các công ty có trên 5 nhân viên phải hoạch định chế độ lương hưu rõ ràng. Đây có thể là kế hoạch được thỏa thuận riêng với người môi giới hoặc công ty bảo hiểm mà bạn chọn. Nhưng tốt hơn hết là nên dựa vào kế hoạch lương hưu được chính phủ bảo trợ mới ban hành. Bạn và nhân viên của mình không cần tham gia, nhưng nếu muốn đóng góp thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển giao số tiền này cho tổ chức trợ cấp lương hưu. Danh sách kế hoạch lương hưu đã đăng ký có ở cơ quan quản lý lương hưu www.pensionscheduler.gov.uk và chi tiết về kế hoạch có thể tìm ở trang web www.thepennyservice.gov.uk. Theo tôi thì đa phần các nhân viên không quan tâm lắm về vấn đề này, nên đừng quá lo lắng mà hãy xem như đây là một trách nhiệm pháp lý mà bạn phải thực hiện khi công ty mình có thêm thành viên thứ 5. Nghỉ việc. Nhân viên có thể bị ốm hoặc mang thai trong thời gian làm việc. Theo luật quy định, nhân viên toàn thời gian được nghỉ ít nhất 4 tuần, có trả lương trong suốt 1 năm làm việc. Nếu như nhân viên công ty bị bệnh, có người mang thai và có người xin tạm nghỉ cùng lúc thì quả thật bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Những số liệu của tôi rút ra từ câu lạc bộ sức khỏe Panatine cho thấy rằng giá trị của thuế thu nhập tăng khi hoạt động kinh doanh của bạn mở rộng. Tôi nhận ra rằng vào năm đầu tiên, chi phí tiền lương của mình bằng 108% số tiền tôi trả cho nhân viên. 3 năm sau đó, con số này lên đến 112% do số lượng nhân viên nghỉ việc tăng, tốc độ thay đổi nhân viên nhanh và phải giải quyết vấn đề tài chính cho những người bị buộc thôi việc.
Điều này có nghĩa là trên mỗi 100 bảng tôi trả cho nhân viên thì tôi cần phải dành ra 112 bảng cho ngân quỹ nhân công. Tùy thuộc vào bản chất hoạt động kinh doanh, số lượng nhân viên đã hoặc sẽ có gia đình và mức tiền thưởng lễ Tết, nghỉ sau sinh của công ty bạn, con số này của công ty bạn có thể cao hoặc thấp hơn công ty tôi. Thông tin cập nhật mới nhất về những quy định nghỉ việc có tại Bộ Kinh doanh và Cải cách Thể chế Doanh nghiệp trên trang web www.be.gov.uk. Bên cạnh đó cũng có nhiều hướng dẫn về quy định nghỉ việc trên cổng thông tin Business Link www.businesslinks.gov.uk Employment. Đối với tôi, những trách nhiệm này không có gì nặng nề, nhưng đối với các công ty mới thành lập, khi dòng tiền còn khá eo hẹp, thì việc trả lương cho những nhân viên nghỉ thai sản và cho nhân viên vắng mặt có thể dẫn đến tình trạng ngân quỹ bị cắt giảm trầm trọng. Tuy nhiên, nếu quản lý tốt thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình và giảm đến mức tối thiểu các chi phí phát sinh. Trải nghiệm của Banatine. Lãi suất cố định. Trong một cuộc thương lượng pháp lý, chi phí pháp lý của đối phương lên đến 1 triệu bảng, trong khi tổng chi phí của tôi chỉ có 25.000 bảng. Đây là vì tôi đã đặt một bảng giá cố định với luật sư của mình và bất cứ lúc nào có thể tôi luôn luôn đặt giá cố định. Bạn đừng bao giờ sử dụng các dịch vụ nghề nghiệp tính theo giờ hay ngày, bởi các dịch vụ này luôn luôn tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Và khi tiền thù lao lên đến vài trăm bảng một giờ, thì chi phí sẽ tăng đột biến chỉ trong vài ngày. Khi tôi phát hiện ra rằng trung bình phải trả cho kiến trúc sư 6% trên tổng giá trị công trình, thì tôi tìm đến những người chịu hưởng lương với mức giá cố định. Dĩ nhiên, tôi không khuyến khích hay cho thêm tiền những người làm quá thời gian và số tiền quy định. Tôi không đơn thuần chỉ muốn cố định chi phí. Những khoản thế chấp của tôi đều ở mức lãi suất cố định hoặc thuộc hình thức vay thế chấp lãi suất khả biên, có giới hạn để hạn chế sự ảnh hưởng của việc thường xuyên thay đổi tỷ lệ lãi suất. Tôi chắc rằng tình hình sẽ không khá hơn là bao, nhưng chúng cho tôi cảm giác an toàn và giúp tôi dự đoán trước về tình hình lợi nhuận trong tương lai một cách chính xác. Thuế giá trị gia tăng, VAT. Ngưỡng thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh bằng năm dựa trên nguồn ngân quỹ trung ương. Vào năm 2008 cho tới năm 2009, ngưỡng này ở mức 67.000 bảng. Nếu do anh thu công ty bạn vượt ngưỡng này thì bạn buộc phải đóng thuế VAT. Có nhiều doanh nghiệp nhỏ và thương gia bán lẻ, doanh thu chưa đạt mức quy định nhưng cũng tự nguyện đăng ký VAT vì điều này mang lại nhiều lợi ích về tài chính. Tuy nhiên, việc giấy tờ lại là một trở ngại không nhỏ. VAT, thuế giá trị gia tăng, được đánh trên những mặt hàng và dịch vụ với tỷ suất cố định là 17,5%. Tỷ suất này sẽ ít hơn đối với xăng dầu, một số thứ khác miễn như sách hay quần áo trẻ em thì hoàn toàn được miễn. Điều này cho thấy, đối với một số thương gia nhỏ thì việc đăng ký thuế giá trị gia tăng là một ý tưởng tồi. Họ sẽ không thể cạnh tranh lại khi phải tăng hóa đơn lên thêm 17,5% và khách hàng của họ chỉ là những người dân thường không đăng ký thuế giá trị gia tăng. Nhưng đối với những doanh nghiệp lớn, hầu hết khách hàng đã đăng ký thuế giá trị gia tăng thì đây thực sự là một món hời. Trước hết vì người ta chỉ thu thuế theo quý, nên nếu bạn tăng giá trị hóa đơn lên 17,5% thì bạn có thể kiếm lời từ số tiền này trước khi nộp thuế. Thứ hai là bạn có thể khấu trừ vào phần tiền đó cho chi tiêu của mình. Điều này có nghĩa là tất cả số tiền thuế giá trị gia tăng trả cho nhà cung ứng đều được hoàn trả lại vào phần lãi. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đăng ký thuế giá trị gia tăng, vì vậy việc hoàn trả lại thuế giá trị gia tăng có thể giúp tiết kiệm được hàng trăm nghìn bảng. Ví dụ như, công ty 1 đăng ký thuế giá trị gia tăng, doanh thu 4.500, giá mua vào 2.300, thuế giá trị gia tăng cho doanh thu 787,50. A. Thuế giá trị gia tăng mua vào 402,5. B. Thu nhập 5.287,5. C. Tổng chi 27.002,5. Thuế giá trị gia tăng phải nộp là A trừ B bằng 385. D. Tổng thu nhập là C trừ D bằng 4.902,5. Công ty 2 không đăng ký thuế giá trị gia tăng, doanh thu 4.500, giá mua vào 2.300, thu nhập 4.500, thuế mua vào 402,5, tổng thu 4.500, tổng chi 2.702,5. Như bạn thấy, công ty đăng ký thuế giá trị gia tăng thu về được nguồn lợi nhiều hơn vì những công ty này được hoàn thuế VAT trên các khoản chi tiêu của họ. Hoạt động kinh doanh càng lớn thì bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền bằng cách đăng ký thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, việc đăng ký thuế giá trị gia tăng đòi hỏi những yêu cầu gắt gao trong việc tính toán. Bạn cần phải giữ cho số liệu theo đúng trình tự và phải nhớ một điều rằng
không phải tất cả số tiền đó là của bạn, mà một phần trong đó là tiền nộp thuế. Những số liệu sẽ không quá phức tạp như bảng kê khi hoàn thuế cuối năm. Chỉ cần bỏ ra vài giờ mỗi quý, bạn có thể thu về được một khoản tiền lớn. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng được hoàn thành hàng quý, và nếu như bạn thực hiện hoàn thuế trực tuyến thì thậm chí bạn có hạn nộp thuế còn dài hơn. Ví dụ như số tiền hoàn trả đủ 3 tháng đến ngày 31 tháng 10, bạn sẽ không cần phải nộp bất kỳ khoản tiền nào nữa cho đến ngày 12 tháng 12. Bạn có thể chọn cách đóng thuế với tỷ suất cố định hàng tháng nếu như việc này giúp ích được cho dòng tiền lưu động trong công ty. Mọi thông tin cần thiết đều có trên trang web www.inlandreverser.gov.uk. Giống như những loại thuế khác, tỷ suất thuế giá trị gia tăng dễ thay đổi hơn. Nếu như việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi thuế giá trị gia tăng, lệ phí chứng từ hoặc thuế doanh nghiệp, thì hãy chắc rằng bạn đã từng nghe một vị thủ tướng nói về ngân quỹ hàng năm. Những bạn của tôi không tin là tôi thích nghe về ngân quỹ, nhưng khi những thay đổi này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh mà bạn đang hứng thú, thì nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trường hợp nghiên cứu: tên Grant Morgan, tuổi 40, nghề nghiệp CEO Louis Kennedy, bằng cấp không có. Trang web www.louiskennedy.com. Không bằng cấp trong tay, tôi bỏ học năm 16 tuổi để đăng ký học luật tại trường cao đẳng Barnet ở Bắc London. Hai tuần sau tôi lại bỏ học, hình như tôi không có duyên với chuyện học hành. Tôi kiếm được một công việc, không may là tôi phải chịu cái rét thấu xương của mùa đông ở Hackney khi ngồi đóng gói dây thừng trong một nhà xưởng không có lò sưởi. Sau một công việc cực khổ khác, tôi quyết tâm tìm công việc học thức hơn, nên đã nhận lời làm cho chú Benny tại một công ty thương mại ở Soho. Công ty này cung cấp hàng khuyến mãi, không phải kiểu đồ thủy tinh tặng miễn phí khi mua đủ một lượng xăng nào đó. Tôi sắm lấy một bộ com lê đẹp đẽ từ Top Men, chỗ đó thực sự ghê lắm. Ngày đầu tiên tôi được đưa đến một tầng hầm tối lờ mờ để lắp ráp các chi tiết đèn pin cho một đơn hàng. Ròng rã 6 tháng tôi làm công việc lắp ráp đèn này. Cuối cùng, sau 6 năm làm việc với công ty, tôi thực sự đã học được rất nhiều việc về tìm mua nguyên liệu, sản xuất và mua bán sản phẩm. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiếm được tiền từ đó. Vào những lúc tôi rảnh, tôi tham gia làm điện radio cho bệnh viện và viết các bài đăng châm biếm với ông bạn Ricky Simon. Dù chả kiếm được mấy đồng, tôi vẫn thầm nuôi hy vọng lập nghiệp từ những việc này. Năm 23 tuổi, tôi tham gia một công ty nhỏ cung cấp quà tặng là những sản phẩm có thương hiệu cho các tập đoàn. Chính ở đây tôi đã học được bài học đắt giá về quản lý nhân sự. Tôi làm việc cho một tay mang tư tưởng kỳ dị. Anh ta thường mắng mỏ và chế giễu nhân viên trước mặt mọi người. Tôi hiểu ra rằng tôi sẽ tôn trọng nhân viên của mình. Tôi chịu đựng hắn được khoảng một thời gian, rồi đến năm 23 tuổi, tôi lại thất nghiệp. Dẫu xoay sở mua được một căn hộ, nhưng tôi không gánh nổi chi phí sinh hoạt, nên tôi cho thuê, còn bản thân thì sống cùng với bố mẹ. Lúc đó tôi không có nhiều tiền hay trách nhiệm phải gánh vác, nên tôi quyết định tự kinh doanh. Tôi thích kinh doanh, nhưng bán sản phẩm chung chung thì chẳng được gì. Với máu sáng tạo của mình, tôi muốn kinh doanh một thứ gì đó thú vị hơn và quyết định tập trung vào thị trường cho trẻ em, bởi sản phẩm dành cho trẻ em vừa rất độc đáo lại mang đến niềm vui. Tôi đặt tên công ty là Louis Kennedy, bút danh của tôi và Ricky, kết hợp tên đệm của hai đứa. Bố tôi không hài lòng chút nào, bởi ông nghĩ nếu việc làm ăn thành công, Ricky sẽ muốn được chia cổ phần. Giờ thì Ricky vẫn là bạn tốt nhất của tôi, hai chúng tôi vẫn cùng nhau viết bài, mà cậu ấy cũng chưa đả động gì đến việc này. Ban đầu tôi làm việc tại nhà, còn Emma, bạn gái tôi, giờ là vợ tôi, giúp tôi có được đơn hàng đầu tiên. Cô ấy là người mua lẻ cho một công ty, đúng lúc họ cần 100.000 chiếc huy hiệu cho sáng kiến từ thiện. Cô ấy thương lượng để tôi được thanh toán trước. Tôi thì khẩn nài bên cung cấp cho chịu tiền trong 30 ngày. Họ đồng ý vì họ đã biết và tin tưởng tôi từ lần làm việc trước đây. Đơn hàng trị giá 6.000 bảng, phần lãi của tôi vào khoảng vài nghìn bảng. Sau đó tôi dồn hết số tiền này vào việc kinh doanh lúc ấy. Tôi biết rằng những hãng như Unilever và Kellogg sẽ không làm ăn với một người làm việc trong phòng ngủ, thế nên tôi thuê một văn phòng nhỏ như phòng để dụng cụ trong một tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng. Để gây dựng uy tín, tôi dành năm đầu để tìm kiếm hợp đồng từ các khách hàng mới và cũ để bán những loại bút, cốc và áo phông phổ thông. Trong khi tìm sản phẩm cho đơn hàng của khách, tôi vô tình thấy một bộ xếp hình thú vị, phù hợp cho Cadbury's. Tôi gửi ngay cho người mua hàng khuyến mãi, không ngờ cô ấy đã liên lạc lại. Grant, thật ra tôi không quá thích đồ chơi này, cô ấy nói trên điện thoại, nhưng tôi rất vui khi thấy anh nỗ lực vì chúng tôi.
Cô ấy đã nói tóm tắt cho tôi về nhãn hiệu động vật của công ty đó. Thật không thể tin nổi, người mua Cadbury đã gọi đến văn phòng tò vò của tôi. Thật mê ly. Tôi đã thiết kế một bộ sưu tập cây bút màu hình con vật 3D. Cô ấy bảo là nếu cô ấy hài lòng với nguyên mẫu thì tôi sẽ nhận một đơn hàng 50.000 sản phẩm. Vấn đề còn lại là tôi phải tự chi tiền làm sản phẩm mẫu mức giá 1.500 bảng. Tôi đi vay tiền và sản xuất những sản phẩm đầu tiên. Lúc tôi mang tới giới thiệu, cô ấy thích tới mức đặt hàng hơn 3 triệu cái. Chỉ riêng đơn hàng này đã thay đổi việc kinh doanh và giúp tôi có được các khách hàng cao cấp hơn. Ngày hơi lạ lùng, nhưng tôi rất hứng thú với công việc giấy tờ. Bố tôi dạy tôi lý thuyết kế toán tam phân, nhưng điều đó vẫn là một bước ngoặt trong việc học hành. Việc bán hàng ban ngày, rồi làm việc sổ sách và đơn hàng vào buổi tối chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi. Thật sự có làm sổ sách tôi mới hiểu rõ tình hình buôn bán của mình. Chẳng mấy ai thích học môn toán cả, nhưng hễ là liên quan đến tiền bạc thực tế thì tôi khá thiên tài. Mấy năm sau đó, tôi thuê thêm nhân viên và công việc phát triển ổn định. Năm 1993, tôi bắt đầu thành lập liên doanh. Đến năm 1997, công ty cần địa điểm làm việc tốt hơn. Tôi đã mua một trường học và sửa sang lại, đến giờ vẫn là trụ sở của tôi. Năm 2001, công ty tôi có 30 nhân viên và có doanh thu rất khả quan khi quản lý tài chính đến đánh giá. Anh có biết là năm nay có thể công ty anh sẽ thua lỗ không? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng hiểu ngay nguyên nhân. Người bố thân yêu của tôi bị chẩn đoán mắc ung thư tụy. Đây là mối lo hàng đầu của tôi. Tôi không thể tập trung nổi vào việc kinh doanh. Một công ty trực tuyến và một hãng sản xuất quần áo đang thua lỗ, phải sống nhờ vào lợi nhuận từ hai công ty khác. Dù sao tôi vẫn hiểu rõ mình phải làm gì. Tôi phải đóng cửa hai cơ sở làm ăn thua lỗ, giảm chi phí vận hành, tập trung vào việc kinh doanh chính, tăng lợi nhuận và mượn tiền từ Old School House để bơm vốn vào. Tôi có thể lật ngược tình thế, tôi nói với ông ta, nhưng tôi cần ngân hàng giúp đỡ. Không ngờ ngày hôm sau ông ta đã gọi báo rằng ngân hàng không thể cho tôi vay ngắn hạn. Thực sự ông ta đã nói, giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi đấy. Người anh rể làm cố vấn tài chính độc lập đã giới thiệu tôi với Barclay. Ông này đánh giá công ty, lắng nghe tôi nói và tin tưởng tôi. Không còn gì hân hạnh hơn cho chúng tôi khi được đưa các anh thoát khỏi NatWest. Họ nói và trong một năm tôi đã biến lỗ thành lợi nhuận lớn và phát triển. Đến nay tôi vẫn trung thành với Barclays. Việc này khiến tôi phải nhìn nhận lại mục tiêu. Dù thành công, nhưng tôi quyết định rằng chúng tôi cần phải khác biệt. Từ cuối thập niên 1990, tôi đã làm việc với rất nhiều tổ chức từ thiện, cả làm tình nguyện không có lương. Và tôi nói với nhân viên rằng tôi nghĩ có một cơ hội để thêm giá trị thực sự vào làm từ thiện thông qua những khách hàng trong việc làm giấy tờ đăng ký, thương hiệu và bán lẻ, chưa kể đến kỹ năng thiết kế và phát triển sản phẩm. Nên vào năm 2002, chúng tôi bắt đầu thay đổi và không còn nhận những hợp đồng làm ăn như trước. 5 năm sau đó, chúng tôi trở thành công ty tiếp thị hoạt động nhân đạo, tăng trưởng nhanh và dẫn đầu toàn nước Anh. Kết hợp việc kinh doanh với từ thiện để gây quỹ làm từ thiện, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là ý kiến tồi, nhưng thực tế nó đã thành công. Giờ chúng tôi làm việc với 100 quỹ từ thiện nổi tiếng nhất nước Anh, bao gồm cả BBC Children, Init và Comic Relief. Chúng tôi tìm nguồn và sản xuất sản phẩm cho chiến dịch của họ. Chúng tôi thu phí từ nguồn thu mới lấy từ dự án theo sáng kiến của chúng tôi hoặc từ tập đoàn, hiếm khi nào là tiền trích từ quỹ từ thiện. Trong 5 năm vừa qua, chúng tôi đã kêu gọi trước 50 triệu bảng từ thiện trên nước Anh. Hiện giờ tôi đang tham gia cố vấn kinh doanh cho nhiều tổ chức từ thiện và là cổ đông lớn của nhiều công ty, bao gồm một nhà máy sản xuất hình dán cho trẻ em mang tên Purple Beach, được phân phối ở hơn 30 nước, một thương hiệu phiên bản Mỹ tên là Blue Kangaroo và một nhãn hiệu đồng hồ Quartz Size, một thương hiệu bán lẻ trực tuyến toàn cầu. Trong vài năm tới, tôi sẽ tìm cơ hội đưa mô hình tập đoàn và trách nhiệm xã hội đến với Mỹ, đầu tư vào nhiều liên doanh và hoàn thành kịch bản mà tôi và Rick cùng nhau viết cho BBC2. Lời khuyên hữu ích nhất bạn từng nhận được là gì? Hãy lắng nghe nhiều hơn nói. Tôi nhận ra rằng những người không bao giờ ngần ngại chi tiền và đưa ra ý tưởng là những người đóng góp nhiều giá trị nhất. Điều gì bạn ước mình biết được ngay từ đầu? Tôi tin rằng hầu hết các bài học cuộc sống giá trị đều từ cay đắng thất bại và có được. Nếu tôi không thấu nỗi đau khi làm sai, có thể tôi sẽ không đạt được thành công như hôm nay, nên tôi không muốn thay đổi gì cả. Bạn muốn nói một điều gì tới những người sắp kinh doanh lần đầu tiên? Tôi muốn nói đến 3 thứ. 1. Bạn phải hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ của mình. Ý tôi là phải nắm rõ chúng. Thứ 2. Biết khách hàng của mình là ai và thị trường của mình là gì. Thứ 3. Nắm được con số. Kinh doanh không hề dễ,
nhưng quy tắc thì khá đơn giản, không kể đến sản phẩm dịch vụ và ngành hàng. Công thức cơ bản khi bán hàng là bán giá cao hơn chi phí tạo ra, đảm bảo rằng lãi biên tăng trưởng đều sau khi trừ hết chi phí. Tổng kết, nếu bạn sắp kinh doanh thì đây là 3 bài học dành cho bạn. Bạn phải hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn phải biết khách hàng của mình là ai và thị trường của mình là gì. Nắm được con số, nắm được số liệu kinh doanh của công ty bạn. Action, bài học khi tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp của bạn là gì? Hãy viết đi. Chương 7. Phát triển doanh nghiệp của bạn. Trở thành một doanh nhân thành đạt không phải cứ bắt đầu một hoạt động kinh doanh là đủ, mà phải phát triển doanh nghiệp đó. Tôi luôn muốn đưa một doanh nghiệp mới đến giai đoạn mà nó vẫn có giá trị dù tôi không phải dồn hết tâm trí vào đó khi ở vị trí lãnh đạo. Cá nhân tôi không quan tâm đến việc bắt đầu những hoạt động kinh doanh mà tôi sẽ luôn bị ràng buộc vào đó. Tôi thích tạo ra của cải vật chất và sau đó thực hiện khoản đầu tư của mình. Trong những năm qua, tôi đã thấy rất nhiều doanh nhân khởi nghiệp chỉ để thấy mình ở trên một con chuột bánh xe. Họ thường thức dậy sớm, làm việc cật lực và đi ngủ trong trạng thái kiệt sức mỗi đêm sau một ngày làm việc 14 giờ. Cho dù bạn đam mê việc kinh doanh của mình như thế nào, sau vài năm làm việc như vậy, bạn sẽ bắt đầu bực bội về nó. Vì thế chương này nói về việc đưa doanh nghiệp của bạn vào khuôn khổ mà bạn có thể thuê người điều hành nó giúp bạn hoặc bán nó với giá cao hơn nhiều so với số tiền bạn đầu tư vào đó. Có 3 cách để phát triển doanh nghiệp: giảm chi phí, tìm thêm khách hàng hoặc khiến khách hàng hiện tại của bạn phải tiêu dùng nhiều tiền hơn. Tất nhiên, việc thực hiện những thay đổi đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi liên tục theo dõi tiến trình của bạn và bằng cách cảnh giác với các cơ hội, bạn có thể khiến cho sự phát triển trở thành một lộ trình tự nhiên trong công việc kinh doanh của mình. Xem xét tình hình. Mỗi doanh nhân cần dành một chút thời gian để đánh giá, nhận xét quá trình hoạt động của doanh nghiệp và vì việc đó quá dễ dàng, tôi nghĩ rằng chính thức hóa tiến trình đánh giá của bạn là một bước nên làm. Trong những ngày đầu, thực hiện mỗi tháng một lần không phải là quá thường xuyên và khi bạn phát triển đi lên có lẽ 3 tháng một lần là được. Vì vậy, hãy lấy nhật ký của bạn ra, dành một buổi chiều hoặc buổi tối, ngồi xuống và xem xét kỹ doanh nghiệp của bạn, theo dõi chặt chẽ sự tăng trưởng của bạn thường mang đến lợi nhuận lớn hơn. Bạn nên yêu cầu tất cả những người có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp tham gia hoạt động này cùng bạn. Nhà tư vấn, nhân viên chủ chốt và có lẽ là cố vấn chuyên môn của bạn nữa. Và cho họ biết rằng bạn muốn nghe tất cả những gì họ đưa ra, dù là nội dung mang tính tiêu cực. Tại các cuộc họp định kỳ này, bạn nên điểm qua và xem lại phân tích SWOT ban đầu của bạn, cùng nhau trao đổi. Tôi nghĩ rằng có 5 câu hỏi chính các bạn nên đưa ra. 1. Chúng ta đang thực hiện mảng nào đúng đắn hợp lý? 2. Những mảng nào đang hoạt động không đủ hiệu quả? 3. Chúng ta đã bỏ sót mảng nào? 4. Chúng ta đã học được gì? 5. Cơ hội nằm ở đâu? Thứ nhất, chúng ta đang thực hiện mảng nào đúng đắn hợp lý? Nếu có điều gì đó mà bạn biết bạn đang làm tốt, có lẽ bởi vì phản hồi tích cực từ phía khách hàng hoặc vì số liệu thực tế tốt hơn so với số liệu bán hàng dự kiến, thì hãy tìm hiểu lý do tại sao và bạn có thể bắt đầu làm nhiều thứ tương tự như vậy hơn trong các lĩnh vực công việc khác. Nếu bạn phát hiện ra rằng một phần trong doanh nghiệp của bạn được quản lý đặc biệt tốt, thì bạn có thể giao cho người quản lý đó nhiều trách nhiệm hơn hoặc yêu cầu các nhà quản lý khác tiếp thu, học hỏi các kỹ thuật của người đó. Bạn không nên chỉ đưa ra lời khen ngợi. Cuộc họp này là nói về sự tiến bộ và sự thành công cần phải được phân tích theo cách cho phép bạn phát triển hoặc cải thiện hơn nữa trên những thành tựu đó. Thứ hai, những mảng nào đang hoạt động không đủ hiệu quả? Khi bạn thực hiện phân tích gói lợi nhuận ban đầu và sau đó khi bạn viết kế hoạch kinh doanh là bạn đã vạch ra cấu trúc và quy mô kinh doanh của mình. Bây giờ là lúc để lấy những tài liệu đó ra khỏi tủ hồ sơ và kiểm tra lại chúng xem dự đoán của bạn có phù hợp với thực tế không. Đó là lúc bạn phải quyết liệt, đó có thể nằm ở kỹ năng quản lý của bạn. Bạn chưa thể giải quyết một cách thỏa đáng các vấn đề hoặc khó khăn hoặc nhân viên bán hàng của bạn có thể không theo kịp công việc. Nếu bạn quản lý hàng tồn đủ tốt thì sẽ dễ dàng nhận thấy mặt hàng nào không bán được. Không phải vô cớ mà tôi nói vậy và điều đó có nghĩa là bạn nên ngừng cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ. Dù bạn phát hiện ra điều gì, bạn cũng phải đưa ra quyết định giữa việc điều chỉnh cho phù hợp hoặc từ bỏ nó.
Trong những ngày đầu khởi nghiệp, bạn nên tập trung vào một vài sản phẩm và dịch vụ chính. Việc đa dạng hóa nên để sau. Sắp xếp hợp lý bây giờ không có nghĩa là bạn có thể mở rộng trong tương lai. Và nếu mảng nào có vấn đề dẫn đến kìm hãm sự phát triển của bạn, thì tốt hơn bạn không nên tiếp tục nó nữa. Thứ ba, chúng ta đã bỏ sót mảng nào? Kế hoạch kinh doanh của bạn cũng sẽ có ích cho việc này. Có điều gì bạn định làm nhưng lại bị sai đường hay không? Có thể rất dễ dàng để tập trung vào những mảng đang tiến triển tốt hoặc bị choáng ngợp bởi những mảng đang gặp trục trặc không như ý muốn và đôi khi những điều thậm chí khá cơ bản lại bị lãng quên. Có thể bạn luôn nghĩ rằng bạn sẽ đàm phán lại với các nhà cung cấp khi doanh nghiệp của bạn vững vàng hơn một chút. Có lẽ vì một tỷ giá tốt hơn hoặc có thể vì một thời gian tín dụng dài hơn. Đây là cơ hội để bạn rà soát lại mọi ngóc ngách kinh doanh và đảm bảo rằng những bất ngờ khó chịu sẽ không xảy ra ở những mảng kinh doanh mà bạn đã bỏ sót. Thứ tư, chúng ta đã học được gì? Các thành viên khác nhau trong đội ngũ của bạn sẽ học được những điều khác nhau. Có lẽ doanh số bán hàng thấp hơn dự đoán hoặc thị trường mục tiêu còn non trẻ hơn bạn kỳ vọng hoặc phía quản trị kinh doanh vốn ít thời gian hơn bạn dự đoán. Sau một vài tháng kinh doanh, bạn nên nắm rõ về khả năng, sản phẩm, thị trường, khách hàng và đối thủ của bạn, những đối tượng mà bạn đã không biết rõ tại thời điểm bắt đầu. Tự hỏi mình xem liệu điều này có nghĩa là bạn cần điều chỉnh doanh nghiệp hay không. Tôi sẽ lấy cho bạn một ví dụ, một trong những bài học lớn mà tôi lĩnh hội được sau khi xây dựng một vài câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, đó là việc xây dựng cầu thang và hành lang cũng tốn kém trên mỗi mét vuông như xây dựng không gian có thể sử dụng, chẳng hạn như phòng tập thể dục và phòng thay đồ. Vì thế, tôi đã yêu cầu kiến trúc sư thiết kế các câu lạc bộ trong tương lai với ít không gian chết nhất có thể. Điều đó giúp tiết kiệm hàng chục ngàn bảng mỗi lần chúng tôi xây dựng một câu lạc bộ mới. Giờ thì bạn nên biết rõ về cách thu hút khách hàng rồi. Có thông qua sự giới thiệu, phương tiện truyền thông, tiếp thị hoặc Google được hay không? Bạn có đang tốn tiền tiếp thị mà không hiệu quả hay không? Tôi ngạc nhiên về cách mọi người thường xuyên nói với tôi rằng họ đã làm tốt tất cả các mảng ra sao cho đến khi một đối thủ xuất hiện, thị trường trở nên bão hòa hơn hoặc bất kỳ lý do nào, về cơ bản là dẫn tới một điều. Theo thời gian, họ đã không có sự tiến triển gì cả. Các doanh nghiệp mới tồn tại và sụp đổ dựa trên khả năng thích ứng với thay đổi của bạn, và bạn càng khai thác được những gì bạn đã tiếp thu thì cơ hội thành công của bạn càng lớn. Thứ năm, cơ hội nằm ở đâu? Trước khi bạn bắt đầu công ty, tôi khuyên bạn nên đọc các tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, cho dù đó là một ấn bản thương mại, các trang kinh doanh từ báo chí hoặc bản tin trực tuyến. Luôn cập nhật sát sao tình hình của ngành là điều hết sức quan trọng để đảm bảo công ty bạn phát triển đúng hướng. Bạn phải luôn luôn dõi theo các xu hướng và những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế hoặc luật pháp có thể có tác động đến doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang được khách hàng quay lại mua hàng nhiều, điều này có nghĩa là bạn có thể tính phí cao hơn cho các sản phẩm của bạn không? Có những dịch vụ bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp tới khách hàng hiện tại sẽ giúp tăng doanh thu mà chẳng cần tốn thêm chi phí tiếp thị hay không? Những dấu hiệu để đưa doanh nghiệp phát triển thịnh vượng nằm ở xung quanh bạn, một số dấu hiệu ẩn trong các số liệu bán hàng của bạn, một số dấu hiệu bạn sẽ tìm thấy khi bắt đầu kết nối với các sự kiện trong ngành lại. Những dấu hiệu khác lại nằm nhan nhản trên các trang báo chí. Dù các yếu tố nằm ở đâu, nhiệm vụ của bạn là xác định và vận dụng chúng vào phát triển doanh nghiệp của mình. Khi câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Banatine mua lại 24 câu lạc bộ từ khách sạn Hilton vào năm 2006, chúng tôi đã hỏi chính xác các dạng câu hỏi này và phát hiện ra tất cả những mảng không hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của họ. Bằng cách thực hiện một vài thay đổi đơn giản, không cung cấp khăn tắm miễn phí và xóa bỏ yêu cầu có giấy thông hành trong ngày đối với bạn bè, chúng tôi đã cải thiện đáng kể lợi nhuận của những câu lạc bộ đó. Nếu Hilton cũng đã áp dụng sự nghiêm ngặt như vậy, thì có thể họ đã quyết định rằng những câu lạc bộ đó có quá giá trị để bán đi. Tận dụng tối đa khách hàng của bạn. Một trong những cách đơn giản nhất để phát triển doanh nghiệp của bạn là làm cho các khách hàng trở lại mua sản phẩm, dịch vụ nhiều lần. Một phần đánh giá của bạn nên tập trung vào việc tìm cách bán nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty cho cùng một khách hàng. Có một lý do thích đáng để làm vậy. Có thể mất thời gian và bạn mới có thể có được khách hàng mới sau một chiến dịch quảng cáo tốn kém. Bạn đã biết cách tiếp cận khách hàng hiện tại rồi. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải vạch ra là làm thế nào để cung cấp cho họ nhiều hơn những gì họ muốn. Cách tốt nhất để tìm ra những gì họ muốn là hỏi họ. Nếu bạn điều hành một cửa hàng, hãy hỏi họ xem bạn có thể bán mặt hàng nào khác. Nếu bạn điều hành nhiều cơ sở,
một bảng gợi ý đánh dấu có thể mang lại kết quả, và nếu bạn có địa chỉ email của họ, hãy gửi cho họ một mảng câu hỏi. Cung cấp một giải thưởng cho các mục đã được hoàn thành sẽ làm tăng số lượng phản hồi, và phần thưởng không phải là một chuyến đi đến Jamaica, đơn giản có thể là chiết khấu vào đơn đặt hàng tiếp theo của họ thôi, thứ gì đó không khiến bạn tốn kém cho lắm. Tôi có một phiếu ảnh quảng cáo có địa chỉ email của tôi trên đó. Trong mỗi câu lạc bộ của tôi, nếu các thành viên có thể đề xuất một điều gì đó mà tôi có thể cải thiện hoặc điều chỉnh cho phù hợp thì tôi muốn biết về nó. Một thay đổi đã xảy ra từ một gợi ý của thành viên là vấn đề áp dụng phòng thay đồ gia đình. Một thành viên nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái khi cởi đồ trước mặt cậu con trai 10 tuổi của một thành viên khác, đặc biệt bởi vì cô ấy là giáo viên của cậu bé đó. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng tư duy thông thường của mình. Nếu ai đó mua phong bì từ bạn, có lẽ họ cũng sẽ cần mua bút trăng. Nếu quán cà phê của bạn có bán đồ ăn sáng ngon, làm thế nào bạn có thể lại áp dụng chúng vào giờ ăn trưa? Nó tương đương với các nhân viên tại quầy McDonald's đang hỏi liệu bạn có muốn khoai tây chiên với gì đó không. Khi bạn tiến hành cải cách kinh doanh, bạn cần thêm một số mục vào thực đơn giúp bổ sung cho dịch vụ chính của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng việc kinh doanh đang thuận lợi đến mức bạn có thể nâng giá lên và tăng doanh thu dễ dàng. Điều này có thể là hiển nhiên, nhưng cũng có thể gây ra vấn đề. Nếu mọi người chỉ đang mua hàng của bạn vì bạn bán rẻ nhất thì sao? Bạn có thể đột nhiên mất đi những khách hàng của mình và luôn có thể chẳng còn cơ hội thu hút họ trở lại. Nếu thực sự cần thiết phải tăng giá cả, có lẽ giá thuê mặt bằng tăng, hoặc chi phí, hoặc tỷ giá hối đoái quan trọng đã ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Giải thích điều này cho khách hàng của bạn hiểu sẽ giúp họ chấp nhận tình hình chẳng chút phàn nàn. Cũng có thể tăng giá đối với một số khách hàng và giữ nguyên giá với một số khách hàng khác. Tùy thuộc vào tình hình công việc của bạn, bạn có thể phân cấp dịch vụ của bạn thành các cấp đồng, bạc và vàng, cho phép bạn tính phí một số khách hàng nhiều hơn đối với các loại dịch vụ khác nhau hoặc các dòng sản phẩm khác nhau. Ví dụ rõ ràng về điều này là trong hệ thống các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe của tôi, nơi chúng tôi có thẻ thành viên giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm và mức giá khác cho những người trên 55 tuổi sử dụng các câu lạc bộ trong ngày. Nói chung, mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một trong ba điều: dịch vụ cá nhân, chất lượng sản phẩm và sự tiện lợi. Đôi khi, thực hiện những cải tiến đó tốn rất ít chi phí, nhưng qua đó bạn có thể được phép tăng giá lên, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ của bạn với khách hàng. Tiếp thị. Tiếp cận với nhiều khách hàng và những đối tượng có thể trở thành khách hàng tiềm năng hơn là cách hiệu quả duy nhất để xây dựng doanh nghiệp của bạn. Nhưng tìm kiếm họ và gửi được thông điệp đến họ có thể rất tốn kém. Phần này nói về cách đạt hiệu quả tốt nhất từ ngân sách tiếp thị của bạn và đảm bảo tận dụng hết các công cụ tiếp thị có sẵn đối với bạn. Thật dễ dàng phí tiền tiếp thị một cách bất ngờ nếu bạn không biết mình đang làm gì. Ngay khi bạn bắt đầu thuê các tổ chức PR hoặc mua không gian quảng cáo, thì các hóa đơn nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Nhưng mạng Internet và đặc biệt là email đã khiến việc tiếp thị hiệu quả dễ dàng hơn nhiều. Giới thiệu một người bạn. Có khả năng rất lớn là các khách hàng của bạn biết những người khác đang có nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu khách hàng của bạn là những người mới làm cha mẹ thì có thể họ biết những người khác như vậy cũng sẽ thích sản phẩm cho em bé. Nếu bạn có thể khuyến khích mỗi người trong số họ giới thiệu một người bạn cho doanh nghiệp của bạn thì bạn có thể nhân đôi doanh số bán hàng dễ dàng. Tận dụng cơ sở khách hàng hiện tại không những là một cách hiệu quả để thu hút thêm khách hàng mới bởi vì bạn biết phải tiếp cận họ từ đâu và bằng cách nào, mà còn vì họ biết bạn nên họ có thể chứng thực cho bạn, họ trở thành một dạng lực lượng bán hàng hữu hiệu nhất, họ trở thành những người ủng hộ. Tất cả chúng ta đều có khả năng sẽ thử một cái gì đó mới mẻ hơn nếu một người bạn của ta giới thiệu về nó. Tuy nhiên, khi giao tiếp với khách hàng của mình, dù trực tuyến, đối mặt hoặc qua điện thoại, bạn cũng cần nghĩ ra cách khuyến khích họ thay mặt bạn cuốn hút những khách hàng mới. Bạn có thể giảm giá cho họ vào đơn hàng tiếp theo, dịch vụ cao cấp miễn phí một tháng. Hãy chọn một hình thức nào đó phù hợp với loại hình kinh doanh và khách hàng của bạn. Để tối đa hóa tính hiệu quả của những lời giới thiệu này, bạn cũng cần đưa ra cho khách hàng mới một lý do để mua hàng từ bạn. Bạn có thể mang đến cho họ một đề nghị trong một khoảng thời gian giới hạn, phiếu giảm giá hoặc quà tặng khi mua một số loại sản phẩm nào đó không? Bạn có thể nghĩ rằng điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính, giảm giá cho hai khách hàng, nhưng nếu lợi nhuận cận biên của bạn đủ rộng, thì bạn có thể vận dụng các chương trình giảm giá này một cách khá thoải mái. Và nếu bạn đã thực hiện phân tích độ nhạy của mình, bạn nên biết chính xác là mình có thể giảm giá bao nhiêu mà vẫn có lãi,
Và tất nhiên, sự giảm giá đó chỉ dành cho một đơn hàng, tất cả các đơn hàng tiếp theo sẽ được tính nguyên giá. Sau đó bạn cần phải nghĩ ra một cách để có được các lượt giới thiệu. Bạn có thể tặng phiếu ưu đãi cho các khách hàng của mình để họ tặng cho bạn bè của họ với một mã hiệu trên phiếu, sao cho bạn sẽ trao ưu đãi này tới đối tượng phù hợp, hoặc cung cấp cho họ mã số cho hóa đơn tiếp theo của họ để đảm bảo bất kỳ người bạn nào của họ sử dụng cũng được. Có rất nhiều giải pháp và điều thực sự tuyệt vời là bạn không phải tốn kém lắm để thực hiện nó, có thể chỉ tốn chi phí in phiếu ưu đãi mà thôi. Bạn chỉ tăng thu nhập của mình khi bạn bán được hàng, có nghĩa là điều này không gây thêm thâm hụt gì tới dòng tiền của bạn cả. Các chương trình liên kết. Các chương trình liên kết hoạt động dựa trên một khái niệm khá đơn giản. Nếu bạn mang khách hàng đến với tôi sẽ trích cho bạn một phần tiền mà tôi thu được từ họ. Chương trình như vậy đã trở nên rất phổ biến trên trực tuyến, và thực sự thì chẳng có lý do gì để những chương trình đó không thể được áp dụng hiệu quả cho các doanh nghiệp ngoại tuyến cả, chỉ cần một chút kỹ năng quản lý là được. Nếu bạn hoạt động trực tuyến, các chương trình liên kết hoạt động bằng cách cung cấp cho các trang web khác một quảng cáo cho trang web của bạn. Nếu người dùng của họ nhấp vào quảng cáo đó rồi mua mặt hàng nào đó từ bạn, thì bạn tự động ghi vào có tài khoản liên kết của bạn với một tỷ lệ phần trăm nhất định dành cho họ. Tỷ lệ này thường khoảng 5-10%. Chúng có thể sinh lợi cho các cơ sở liên kết của bạn nhiều hơn so với những quảng cáo thông thường qua biểu ngữ. Liên kết của bạn sẽ có xu hướng mang lại cho bạn một cú hích lớn, bởi vì họ gửi càng nhiều người đến trang web của bạn, họ càng có thể tăng thêm thu nhập. Điều đó cũng rất hữu ích đối với bạn. Bạn chỉ phải cung cấp một mức giảm giá nhỏ và đã thu được lãi khi bạn bán được hàng. Vì vậy, không tốn một đồng xu nào trong ngân sách tiếp thị của bạn để tiếp cận những người sẽ không bao giờ trở thành khách hàng của bạn. Nếu bạn bán dụng cụ câu cá chẳng hạn, bạn có thể đưa ra một thỏa thuận liên kết đến tất cả các trang web người hâm mộ và các diễn đàn về câu cá. Những trang có thể gửi người dùng của họ vào trang web của bạn, chứ không phải là các trang web của đối thủ của bạn. Trong thế giới thực, các chương trình liên kết có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu ưu đãi, mã khuyến mại hoặc thông qua hợp đồng đàm phán. Dù ai là người xây dựng trang web của bạn thì đều phải có khả năng thiết lập một chương trình liên kết. Nhưng nếu không thể, tôi dám khẳng định rằng nó có một kịch bản khá chuẩn để một lập trình viên có kinh nghiệm viết ra. Cũng có rất nhiều trang web cung cấp lời tư vấn về việc bắt đầu một chương trình liên kết. Tất nhiên, bạn cũng nên nghĩ về việc tự mình trở thành một liên kết và kiếm tiền từ việc giới thiệu khách hàng của bạn đến các doanh nghiệp khác. Tờ rơi và affix. Nếu doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp địa phương, có lẽ hình thức tiếp thị hiệu quả nhất là thả tờ rơi. Bạn có thể in tờ rơi chỉ với chi phí vài trăm bảng và nhờ bạn bè và gia đình đi phát chúng miễn phí giúp bạn. Ngoài ra, công ty Royal Mail có thể làm dịch vụ này với một mức phí khá hợp lý, hoặc một tổ chức chuyển đơn chuyên nghiệp có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này. Hãy chuẩn bị tinh thần phát tờ rơi nhiều lần, có lẽ 2 tháng một lần để có kết quả tốt nhất. Chú thích: Royal Mail là một công ty dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh tại Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 1516. Công ty con của Royal Mail Group Limited điều hành các thương hiệu Royal Mail và Percy Fox Wonderwide. Hết chú thích. Và trong khi đang ở cửa hàng in tờ rơi, hãy lấy một số affix và hỏi các nhà bán lẻ và cư dân địa phương xem liệu bạn có thể đặt một cái affix lên cửa sổ nhà họ không. Họ có thể đòi hỏi vài đồng bảng, nhưng đó là một hình thức quảng cáo cực kỳ rẻ và hiệu quả. Email lan truyền. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã được chuyển tiếp email từ những người bạn nghĩ rằng chúng ta có thể có hứng thú với một trang web, khảo sát hoặc clip trên YouTube nhất định nào đó. Các chiến dịch tiếp thị lan truyền được đặt ra để tạo ra nội dung mà mọi người sẽ tự phát chuyển tiếp đi tới tất cả mọi người trong hộp thư của họ. Để sử dụng một chút biệt ngữ tiếp thị, bạn cần tạo ra một cái gì đó có sức lan truyền. Bạn có thể làm một video hài hước bằng cách nào đó để quảng cáo kinh doanh, hoặc viết một trò đùa, hoặc đặt một câu đố mà chỉ có thể được giải đáp nếu mọi người liên lạc với bạn hay không. Cứ sau vài tháng lại có một câu chuyện về doanh nghiệp đã được nâng cấp nổi bật lên vì một video trên YouTube hoặc một chiến dịch kết nối trên các trang web như Facebook. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì đó sáng tạo, bạn luôn có thể dựa vào các chiêu trò tiếp thị truyền thống. Như 100 khách hàng đầu tiên mang bản sao của email này sẽ nhận được quà tặng miễn phí, hoặc tất cả những người được hỏi rút thăm xem ai trúng thưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời hoặc được nhận tiền. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi cung cấp các phiếu giảm giá, vì đôi khi các chiến dịch lan truyền
có thể rất thành công, và nếu bạn đang phát hành giảm giá một cách thiếu kiểm soát, bạn có thể gặp rắc rối lớn. Hụt đi vài đồng bảng hay vài thương vụ nhỏ lẻ thì không sao, nhưng nếu bạn phải thực hiện đúng giao kèo với hàng ngàn khách hàng đang yêu cầu chương trình giảm giá hợp lệ dành cho họ thì bạn có thể hết nhãn tiền đấy. Bán kèm. Nhiều doanh nghiệp khác nhau muốn tiếp cận cùng một khách hàng. Nếu bạn có thể tìm một công ty đã tiếp cận được khách hàng mà bạn muốn thu hút, thì bạn có thể tìm ra cách để bán kèm cùng với chiến dịch tiếp thị của công ty khác đó. Rõ ràng bạn không thể đi đến một thỏa thuận với đối thủ, nhưng sẽ có các doanh nghiệp đồng minh mà bạn có thể thiết lập một thỏa thuận đối ứng với họ. Chẳng hạn, nếu bạn đang thiết lập một doanh nghiệp chuyên về cải tạo nhà ở, rất đông đảo khách hàng của bạn sẽ chuyển nhà gần đây. Hãy suy nghĩ xem ai là người đang giao dịch với những khách hàng này. Đại lý bất động sản, luật sư chuyên thảo giấy chuyển nhượng, sang tên, tài sản, các công ty chuyển nhà, và xem nếu có cách để các bạn hợp tác với nhau hay không. Có thể đơn giản như việc chèn một tờ rơi vào một tập quảng cáo của một công ty khác, hoặc chuẩn bị sẵn tài liệu của bạn tại một sự kiện của người khác, hoặc trên bản tiếp tân của người khác. Điều này không chỉ cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với các công ty khác, những người cần tiếp thị thị trường của bạn, mà bạn còn có thể khá chắc chắn rằng nhiều người đọc được tiếp thị của bạn có khả năng là khách hàng tiềm năng, do đó bạn sẽ chỉ tốn ít tiền thôi. PR, quan hệ công chúng. Các tổ chức quan hệ công chúng sử dụng phương tiện truyền thông để tiếp cận với khách hàng tiềm năng của bạn nhiều nhất có thể. Họ đặt những câu chuyện về công ty của bạn trong các bài báo, trên đài phát thanh và đôi khi cả trên TV nữa. Từ khóa là những câu chuyện, phương tiện truyền thông thường không quan tâm đến thông tin thực tế, mà họ chỉ cần một câu chuyện có thể mang tính giải trí cho khán giả của họ. Trong những năm qua, tôi đã sắp đặt nhiều hình ảnh công khai đang làm những điều ngớ ngẩn, nhưng họ luôn lấy câu chuyện của tôi từ trên báo. Các tổ chức PR thường tính phí hàng tháng để giúp bạn làm những việc như viết thông cáo báo chí, sắp xếp các buổi chụp hình, thiết lập các trò quảng cáo để tạo ra một câu chuyện, tiếp cận các phương tiện truyền thông và xử lý bất kỳ yêu cầu nào từ phía báo chí. Chi phí đó có thể rơi vào khoảng 1.000 bảng cho một bộ trang phục nhỏ đến 10.000 bảng một tháng cho một nhà điều hành cao cấp như Mark Clifford. Hầu hết mọi người chỉ cần một chút hiểu biết về truyền thông là có khả năng thực hiện một số hoặc tất cả các công việc của một tổ chức PR. Nhưng những gì họ không thể là các mối liên hệ của tổ chức PR. Một hãng truyền thông chuyên nghiệp nên biết nhà báo nào sẽ quan tâm đến loại vấn đề nào và có thể đặt chúng vào trong các ấn phẩm phù hợp chỉ với một vài cuộc gọi điện thoại được cân nhắc cẩn thận. Một hãng truyền thông nghiệp dư có thể lãng phí rất nhiều thời gian viết thông cáo báo chí mà không hàm chứa thông tin cần thiết và gửi chúng đến các đối tượng nhà báo không phù hợp. Cho dù là tự xử lý vấn đề PR của mình hoặc thuê một chuyên gia bên ngoài xử lý thay bạn, thì bạn cũng cần đưa ra một vài câu chuyện cho giới truyền thông. Chỉ trang báo địa phương nhỏ nhất mới thấy, doanh nghiệp mới khai trương là một câu chuyện thôi. Mọi người khác sẽ muốn thứ gì đó trọng đại, phong phú hơn một chút, và cửa hàng mới được mở bởi người nổi tiếng trong khu vực sẽ là lựa chọn thiết thực hơn nhiều dành cho bạn. Các mảng thu hút sự quan tâm của giới báo chí là tiền bạc, vì vậy luôn bao gồm một con số. Khách sạn mở cửa sau quá trình tân trang với chi phí 1 triệu bảng sẽ nhận được sự chú ý hơn là khách sạn mở cửa trở lại. Một góc độ từ thiện, đặc biệt là nếu bạn đã thực hiện nghĩa cử gây quỹ trong một trang phục lạ mắt vì đâu đó làm nên một bức ảnh đẹp. Các cuộc khảo sát, kết quả cho thấy xúc xích của chúng tôi là đậm đà hương vị nhất, những câu chuyện về thành tựu trong bi kịch và sự kỳ quặc. Tôi tuyển dụng 2 người trong số các giáo viên trong trường của tôi. Bạn cần điều chỉnh hoạt động PR của mình theo ấn phẩm bạn muốn đưa tin, vì các loại câu chuyện mà một tạp chí thương mại truyền tải sẽ khác với những câu chuyện nhằm thu hút một đài phát thanh quốc gia. Bạn cần xem xét các loại câu chuyện mà các trang báo và nhà đài khác nhau truyền tải để có thể tạo ra được một câu chuyện thu hút được sự chú ý của họ. Để làm cho hoạt động PR của bạn hiệu quả hơn, hãy tuân thủ những lời khuyên sau. Hãy chắc chắn rằng bạn nói chuyện với đúng người. Chẳng ích gì khi gửi thông cáo báo chí cho đài BBC. Hãy xác định chương trình hoặc những chương trình bạn nghĩ có thể liên hệ lại với bạn, rồi gọi tiếp tân và yêu cầu được nói chuyện với bộ phận sản xuất có liên quan. Với các tờ báo cũng vậy, gửi nội dung gì đó cho The Times sẽ gần như chẳng hiệu quả bằng việc gửi gì đó cho một nhà báo cụ thể. Nếu có một nhà báo của một tờ báo nhất định, người thường xuyên viết về lĩnh vực của bạn, chỉ cần bạn biết chính xác tên của họ là được, bạn có thể tìm ra địa chỉ email của người ấy. Tạo đủ thời gian cần thiết cho các công ty truyền thông. Nếu bạn sắp ra mắt sản phẩm mới vào ngày mai,
cũng chẳng hữu ích lắm để liên lạc với các nhà báo trong ngày hôm nay. Tạp chí và chương trình phát thanh đã lập kế hoạch trước thời gian. Họ thường quyết định nội dung trước theo tuần, nếu không phải là theo tháng. Hãy nhấc điện thoại lên và hỏi xem khi nào là thời điểm thích hợp nhất để gửi thông tin cho họ. Hãy chắc chắn rằng thông cáo báo chí của bạn có chứa tin tức thực tế. Nếu bạn có thể nghĩ ra một trò gì độc đáo sẽ khiến mọi người chú ý, thì bạn có thể tạo ra một câu chuyện để lôi cuốn họ. Các nhà báo thích những câu chuyện, và hơn thế nữa, họ thích những câu chuyện mà chỉ họ có, chứ đối thủ không có. Hãy chắc chắn rằng thông cáo báo chí của bạn được viết một cách chỉn chu và hàm chứa trong đó tất cả thông tin một nhà báo cần để viết một câu chuyện ngắn mà không cần phải liên lạc lại với bạn. Bạn nên luôn luôn bao gồm một trích dẫn từ người sáng lập công ty, vì điều này làm cho nó có vẻ như các nhà báo đã phỏng vấn bạn vậy. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của bức ảnh, và hãy nhớ rằng đôi khi các nhà báo không thể tổ chức một câu chuyện trừ khi họ cũng có thể minh họa nó. Vậy nên hãy đội một chiếc mũ giản dị, miệng nói từ Cheers rất tốt và chụp hình cho mình một số kiểu ảnh. Xây dựng mối liên hệ với các nhà báo để có thể hỗ trợ bạn và sẵn sàng tâm thế để trích dẫn về bất kỳ câu chuyện nào mà họ đang tiến hành. Tên của tôi đã từng luôn xuất hiện trên tờ báo mọi lúc vì các nhà báo sẽ gọi tôi lên để trích dẫn về bất cứ điều gì, từ cách mà sự phát triển được đề xuất sẽ ảnh hưởng ra sao tới doanh nghiệp địa phương, cho đến việc tôi nghĩ gì về một cuộc thi hoa hậu tại địa phương. Quảng cáo. Tôi đã để mục này lại cuối cùng bởi vì nó rất tốn kém nhất và khá khó thực hiện đối với một công ty mới có đủ nguồn lực tài chính cho một chiến dịch in tờ rơi, truyền hình hoặc đài phát thanh. Nếu bạn đang điều hành một hãng dịch vụ địa phương, rõ ràng bạn sẽ muốn quảng cáo tại địa phương, chứ không phải trên toàn quốc. Nếu tất cả khách hàng của bạn làm việc trong ngành khách sạn, thì bạn sẽ muốn quảng cáo trong một ấn phẩm thương mại hơn là một tờ báo quốc gia. Nếu bạn muốn tiếp cận trẻ em, thì bạn nên quảng cáo trực tuyến, chứ không phải là trang báo chủ nhật. Khi bạn đã tìm hiểu được mình nên quảng cáo ở đâu, thì bạn cần suy nghĩ về những gì bạn sẽ quảng cáo. Có phải đó chỉ là thực tế bạn tồn tại, hay thực tế là bạn đã có một đợt giảm giá hoặc có một số mặt hàng mới trong kho? Quảng cáo, giống như bản thân doanh nghiệp, hoạt động tốt nhất khi giải quyết được các vấn đề của mọi người, và bạn sẽ làm tốt nếu bạn có thể giới thiệu cho khách hàng thấy công ty của mình là giải pháp dành cho họ vậy. Cho dù bạn làm điều này với sự hài hước hay chỉ là lời tuyên bố, thì sự thật vẫn sẽ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và thị trường của bạn. Gọi cho đài phát thanh hoặc nhà xuất bản hoặc trang web bạn muốn quảng cáo và hỏi xem họ tính phí bao nhiêu. Bạn có thể ước tính rằng con số thực mà họ muốn bạn trả sẽ rơi vào khoảng giữa 2/3 đến một nửa số tiền họ nói trước với bạn, và bạn đặt càng nhiều quảng cáo với họ thì mỗi quảng cáo sẽ càng rẻ hơn. Theo tư duy thông thường thì khách hàng cần xem hoặc nghe quảng cáo ít nhất 7 lần trước khi họ sẽ nhớ được bạn. Vì mọi người không nghe radio cả ngày và họ không mua mọi phiên bản báo chí, bạn sẽ phải dự trù ngân sách rất nhiều cho quảng cáo. Hãy tính tổng tiền thật cẩn thận trước khi bạn cam kết với một chiến dịch quảng cáo, và nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đủ khả năng chi trả thì rất đáng để trao đổi với một hãng quảng cáo chuyên nghiệp. Ngay cả khi rốt cuộc là bạn không hợp tác với họ, bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên và ý tưởng chỉ từ các cuộc họp sơ bộ với họ. Họ có thể tư vấn cho bạn về nội dung quảng cáo sáng tạo cũng như chiến lược làm sao để càng nhiều khách hàng tiềm năng biết đến quảng cáo đó càng tốt. Tại câu lạc bộ Banatine, chúng tôi sử dụng quảng cáo rất ít. Khi mở một câu lạc bộ mới, chúng tôi trả tiền cho một hoặc hai quảng cáo nổi bật trên tờ báo địa phương trong tuần lễ khai trương của mình, và sau đó chỉ quảng cáo khi có ưu đãi đặc biệt và đang có chương trình tuyển dụng. Mặc dù công ty chúng tôi là một chuỗi xuyên quốc gia, nhưng tôi không thấy cần phải có một chiến dịch quảng cáo tầm cỡ quốc gia, vì người dân ở Surrey sẽ không được tham gia câu lạc bộ của tôi ở Durham. Bí quyết để quảng cáo hiệu quả là nhắm tới mục tiêu chỉ tiêu tiếp thị của bạn càng chặt chẽ càng tốt. Nếu không, bạn có thể phải lãng phí hàng ngàn bảng để tiếp cận những người vốn không có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Xây dựng đội ngũ. Rất ít doanh nghiệp phát triển đến được quy mô đáng kể trừ khi họ tuyển được một đội ngũ nhân lực có trình độ. Khả năng lập được nhóm A của bạn có thể làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Tuyển nhân viên là một bước quan trọng. Rất nhiều doanh nhân bị sốc văn hóa khi công ty mà trước đây chỉ có bản thân họ và bạn bè của họ đột nhiên lại chào đón một người lạ đến cùng làm. Yêu cầu về nhân sự sẽ thay đổi khi công ty của bạn phát triển lên. Lúc đầu doanh nghiệp mới phát triển mạnh khi một nhóm nhỏ bị cuốn vào thử thách khó khăn và mọi người không nhận ra họ làm việc 15 giờ mỗi ngày vì nó rất thú vị. Trong thời kỳ đầu,
Bạn cần những người có thể đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ và làm mọi thứ từ trả lời điện thoại đến hỗ trợ huy động vốn. Khi doanh nghiệp phát triển, bạn sẽ cần những người chuyên về các lĩnh vực cụ thể và khi những mảng đó mở rộng, bạn sẽ cần tìm những người có kỹ năng quản lý để đảm bảo nỗ lực của mọi người được phối hợp nhịp nhàng. Các nhân viên mới có quan điểm rất khác với người sáng lập. Họ không có khả năng sở hữu cổ phần tài chính nào trong thành tựu của công ty ngoài mức lương của họ. Họ có ít khả năng làm việc nhiều giờ trừ khi họ nhận được lợi ích nào đó ngoài tiền. Những nhân viên đầu tiên trong một công ty mới được tạo động lực bởi những điều khác nhau, có lẽ là cơ hội để có được kinh nghiệm trong một lĩnh vực mà nhà tuyển dụng trước đây của họ sẽ không cho họ một cơ hội hoặc cơ hội thăng tiến sớm. Hiểu được những yếu tố thúc đẩy nhân viên của bạn là bí mật để tận dụng được họ hiệu quả nhất. Thuê nhân viên có thể tốn thời gian và tiền bạc. Tôi đã thấy quy trình này thường có thể rẻ hơn và nhanh hơn khi ta đào tạo nhân viên hiện tại vào các vai trò mới hơn là đưa một ai đó từ bên ngoài vào làm. Nếu bạn có một đội ngũ tài năng, bạn nên luôn luôn tìm cách tổ chức nhân sự từ trong nội bộ công ty hơn là tuyển dụng từ nơi khác vào. Nhân tài là nguồn lực khó quản trị nhất và những người thành công nhất trong kinh doanh là những người đã tìm ra cách để nhân viên của họ tỏa sáng trong những vai trò mà họ có tố chất làm tốt. Có lẽ thay vì tìm kiếm một đối tượng mới tuyển dụng để quản lý việc bán hàng, bạn nên để một thành viên có khả năng trong nhóm chuyển sang bộ phận bán hàng và tuyển một người nào đó với mức lương thấp hơn để đảm nhận một số nhiệm vụ quản trị viên. Nhân viên là nguồn lực đắt giá nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào và nhiệm vụ của bạn là quản lý tài nguyên đó một cách hiệu quả nhất có thể. Đánh giá nhu cầu của bạn. Chủ doanh nghiệp mới thường tuyển những nhân viên đầu tiên trong sự tất bật bởi vì họ quá bận rộn. Họ chỉ biết rằng họ cần một ai đó, bất cứ ai, có thể chia sẻ khối lượng công việc với họ và điều này có nghĩa là họ hiếm khi thuê được người phù hợp nhất cho công việc. Để tránh điều này, bạn cần tìm ra lý do tại sao bạn lại bận rộn và mảng nào trong khối lượng công việc hiện tại mà bạn thấy tốt nhất nên giao cho người khác đảm nhận. Mảng đó nên là phần công việc mà bạn thích nhất nhưng bạn thực hiện lại kém nhất. Sau đó bạn cần phải tìm hiểu xem các mảng này có thể được kết hợp lại với nhau như thế nào để tạo ra một công việc phù hợp cho một người bên ngoài vào làm. Tuy nhiên, bạn không nên tuyển dụng một cách bị động. Chủ động tiến hành tuyển dụng với những mảng mà bạn tạo ra và đảm nhận một vai trò sẽ làm chuyển đổi doanh nghiệp của bạn cũng rất quan trọng. Nếu bạn không thể tự mình phát triển doanh nghiệp, hãy xác định những công việc cần phải được thực hiện để đưa mọi thứ đi lên và bắt đầu xây dựng một hồ sơ về người sẽ đảm nhận vị trí đó. Hãy nhớ bài kiểm tra trong chương 3 chỉ ra sở trường của bạn nằm ở đâu. Bài kiểm tra đó dựa trên các hình thức định hình mà người tuyển dụng thường tiến hành để biết được ứng viên sẽ phù hợp ở vị trí nào trong đội ngũ hiện tại của họ và bí quyết để xây dựng một đội ngũ vững mạnh là đảm bảo bạn tuyển dụng được những người phù hợp với càng nhiều mảng trong số đó càng tốt. Bạn có thể có thế mạnh trong một hoặc hai mảng, vì vậy lý tưởng mà nói, bạn sẽ muốn các thành viên khác trong nhóm của bạn có năng khiếu bù đắp được yếu kém của bạn ở các mảng còn lại. Mỗi công ty đều cần những thiên tài sáng tạo và nhà lãnh đạo năng động, nhưng cũng cần những người cố gắng chịu khó đọc bản in nhỏ, đồng thời là người sẽ kiên trì theo sát một nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành. Khi bạn chỉ có vài người trong công ty, thì quyền cân bằng nhân cách có thể cũng quan trọng như quyền cân bằng kỹ năng vậy. Một nhóm 4 người làm việc tốt với nhau có thể đạt được hiệu quả như một nhóm 8 người mà bất đồng đối lập nhau và hiệu quả công việc bị thui chột bởi những xung đột về tính cách. Khi bạn bổ nhiệm một thành viên mới, bạn không muốn chỉ dựa vào bản năng. Một ứng viên cần có các kỹ năng và đặc điểm mà ban đầu bạn đề ra trong tuyển dụng. Nhưng quan trọng là thành viên mới sẽ thích nghi hòa nhập được với văn hóa công ty bạn. Điều này không có nghĩa là bạn chỉ nên thuê bạn bè của mình hoặc vâng, chỉ đàn ông thôi, mà nghĩa là đôi khi ứng viên có trình độ nhất thực sự không phải là người phù hợp nhất đối với công ty bạn. Có thể là bạn cần một ai đó cằn nhằn, cáu gắt khi bạn lỡ mất hạn chót thay vì ai đó mà bạn hòa hợp. Điều quan trọng là phải cân nhắc các kỹ năng của ứng viên cùng với tính cách và thái độ của họ. Bạn biết ai không? Khi bạn đang cố gắng tìm một công việc, mọi người đều nói không phải là bạn biết gì mà là bạn biết ai, và điều đó cũng đúng khi bạn tuyển dụng. Ứng viên sáng giá nhất có thể ở rất gần, có thể là người đã từng làm việc cho bạn hoặc có thể là ai đó mà bạn đã gặp qua khi bạn ra mắt doanh nghiệp của mình. Liệu có ai gây ấn tượng với bạn tại ngân hàng mà bạn giao dịch hoặc tại một trong những nhà cung cấp hay một khách hàng của bạn không? Nếu bạn đã tình cờ gặp một người có năng lực điều hành, đặc biệt là một người đã làm việc trong ngành của bạn,
thì việc chiêu mộ họ về làm việc cho công ty riêng của bạn có thể thực sự giúp công ty phát triển mạnh. Cá nhân bạn có thể không biết đến ứng viên nào lý tưởng, nhưng bạn có thể biết người sẽ biết được ai sẽ là ứng viên lý tưởng cho bạn và không có gì đánh bại sự chứng thực từ người mà bạn tin tưởng. Thông thường, các mối liên hệ hữu ích nhất giúp bạn tuyển dụng qua hình thức truyền miệng là những khách hàng của bạn, vì họ có thể thường xuyên liên lạc với những công ty tương tự như của bạn. Hãy hỏi một khách hàng đáng tin cậy xem có ai đáng để bạn chiêu mộ về công ty hay không. Người cố vấn của bạn cũng nên là một nguồn thông tin hữu ích về tuyển dụng, vì nếu bạn đã chọn họ bởi kinh nghiệm chuyên môn trong ngành của họ, thì đây là khi chúng trở nên có giá trị vô cùng thiết thực. Bạn sẽ không chỉ tìm được các ứng viên qua giới thiệu trực tiếp, mà phương thức tuyển dụng này cũng thường nhanh hơn và chắc chắn tốn ít chi phí hơn so với quảng cáo hoặc thuê đại lý. Tuyển dụng. Nếu bạn không thể tìm thấy một ứng viên phù hợp thông qua các mối liên hệ cá nhân, thì bạn cần chính thức hóa sự tuyển dụng của mình và về cơ bản sẽ có hai tùy chọn, quảng cáo hoặc thuê một hãng tuyển dụng. Quảng cáo. Quảng cáo để tuyển dụng có thể sẽ tốn kém, đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm các ứng viên có kỹ năng thông qua các chuyên gia và báo chí quốc gia. Chi phí sẽ ít hơn nhiều khi đặt quảng cáo trên một tờ báo địa phương, nhưng cách này chỉ phù hợp cho tuyển dụng lao động phổ thông hoặc tuyển dụng không yêu cầu nhiều kỹ năng. Dù bạn đặt quảng cáo ở đâu và cho bất cứ vị trí nào thì cũng cần phải cung cấp cho các ứng viên tiềm năng tất cả các thông tin mà họ cần để A. quyết định xem vị trí đó có phù hợp với họ không và B. ứng tuyển. Đừng chỉ nói tìm đầu bếp và kỳ vọng được nhiều người ứng tuyển đến. Bạn cần nêu rõ các trách nhiệm hàng ngày, trình độ và kinh nghiệm mà bạn đang mong muốn, cùng loại hình môi trường họ sẽ làm việc. Bạn cũng cần đưa ra chỉ dẫn về mức lương bạn sẽ trả cho họ. Nếu trước đây bạn chưa từng đặt quảng cáo tuyển dụng thì bạn rất dễ lãng phí tiền bạc. Tôi muốn gợi ý bạn suy nghĩ về loại hình ấn phẩm bạn sẽ quảng cáo trên đó và sau đó nghiên cứu quảng cáo của các nhà tuyển dụng khác đang đặt trong ấn phẩm đó. Đặt mình vào vị trí của người tìm việc và tự hỏi xem công ty nào nghe có vẻ hấp dẫn và vị trí nào có vẻ lôi cuốn. Sau đó hãy chắc chắn rằng các ứng viên tiềm năng biết đến cách nộp đơn ứng tuyển. Họ có cần gửi CV, thư giới thiệu, tài liệu tham khảo và ví dụ về công việc trước đây không? Bạn muốn nhận đơn tự ứng tuyển qua bưu điện hay qua email? Hãy chắc chắn rằng bạn nên nêu ra những hướng dẫn rõ ràng. Hãng tuyển dụng. Tìm kiếm nhân viên thông qua một hãng tuyển dụng là phương thức tốn kém nhất, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn nên coi đó là lựa chọn cuối cùng. Theo kinh nghiệm của tôi, kiểu người có tên trong danh sách của các hãng tuyển dụng này thường là thuộc kiểu người cơ hội khi tìm việc, là loại người nộp CV của mình cho hãng tuyển dụng này hy vọng rằng sẽ có điều gì đó tốt hơn xuất hiện. Các hãng tuyển dụng thường có thế mạnh trong tuyển dụng nhân sự cho các vị trí yêu cầu kỹ năng, mà trong đó yếu tố quan trọng để đánh giá sự phù hợp của ứng viên là trình độ chuyên môn của họ. Nhưng khi bạn tìm kiếm một người toàn năng để hỗ trợ bạn trong những ngày đầu, về cơ bản là một người làm được nhiều việc cho một vị trí đa nhiệm vụ, thì những hệ thống và hình thức cứng nhắc đó có thể bỏ lỡ mất ứng viên phù hợp nhất. Tuy nhiên, cũng có những hãng làm việc hiệu quả và có hãng không hiệu quả, và bạn cũng có thể thấy mình đang hợp tác với một hãng hoàn toàn thấu hiểu nhu cầu của bạn và gần như là một tổ chức bên ngoài đảm nhiệm vai trò của phòng nhân sự trong công ty bạn. Một hãng làm việc uy tín sẽ lắng nghe bạn giải thích những gì bạn làm sau đó và sẽ giúp bạn xác định các đối tượng ứng viên mà bạn có thể hy vọng sẽ thu hút được. Sau đó họ sẽ xem có ai trong danh sách của họ không. Nếu không có sẵn ứng viên phù hợp, họ sẽ quảng cáo hoặc săn đầu người cho bạn. Chỉ cần sử dụng các hãng tuyển dụng này khi bạn không có thời gian để xử lý nhu cầu tuyển dụng của bản thân. Họ có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều giờ bằng cách chọn lọc CV và trao đổi sơ bộ với các ứng viên để đánh giá sự phù hợp của họ. Một nhà tư vấn tuyển dụng tốt, người nhìn nhận công ty của bạn với quan điểm đúng đắn, cũng có thể giúp bạn nhận ra rằng bạn cần phải thuê một người có những kỹ năng hoàn toàn khác với những người mà bạn nghĩ rằng bạn cần đến. Nếu họ có kinh nghiệm, họ cũng sẽ có lời khuyên bạn nên chiêu mộ nhân tài từ đâu, hoặc đối thủ của bạn có chính sách lương thưởng và phúc lợi ra sao. Các hãng này tính phí cho quảng cáo của họ, nhưng họ thực sự kiếm ra tiền bằng cách thu của bạn một khoản hoa hồng, thường là 25-30% tiền lương trong năm đầu tiên của ứng viên. Mỗi hãng sẽ có những điều khoản khác nhau, nhưng nếu bạn có ngân sách eo hẹp thì mức phí của họ thực sự có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, đặc biệt nếu ứng viên từ chức sau vài tháng và bạn lại phải bắt đầu lại quá trình tuyển dụng. Xác định mức lương. Quyết định trả lương bao nhiêu cho nhân viên là một hoạt động tinh tế. Như một quy tắc chung, bạn nên giữ mức lương của bạn càng thấp càng tốt.
không gì làm hao hụt dòng tiền và vốn của bạn như tiền lương. Nếu bạn có thể giảm tiền lương mỗi tháng, nó có thể giúp bạn duy trì hoạt động thêm vài tháng nữa, và vài tháng đó có thể là tất cả thời gian bạn cần để thực hiện hoàn tất hợp đồng làm thay đổi doanh nghiệp của bạn. Là một người sử dụng lao động, bạn có một loạt các chính sách đãi ngộ khác có thể được áp dụng để thúc đẩy đội ngũ làm việc thay vì tiền. Các khảo sát cho thấy rằng mọi người không chuyển đổi công việc để có mức lương tốt hơn, mà họ làm điều đó bởi vì họ không cảm thấy mình có giá trị. Việc mang đến cho mọi người một vị trí mà họ sẽ tạo nên một sự khác biệt, là nơi họ sẽ có niềm vui và là nơi mà sự nỗ lực làm việc của họ sẽ không bị coi nhẹ, đã được chứng minh là một động lực cũng hiệu quả như tăng lương đối với hầu hết người lao động. Tuy nhiên, nếu bạn không tăng lương dần dần cho đội ngũ nhân viên, thì bạn sẽ có một sự biến động lớn về nhân sự và công ty bạn sẽ liên tục chuyển từ việc điều hành doanh nghiệp sang việc tuyển dụng hóc búa. Vậy làm thế nào để bạn tìm ra được đâu là mức lương thỏa đáng? Nếu bạn đã làm việc trong ngành, rất có thể bạn sẽ biết. Nếu bạn biết các nhà tuyển dụng khác trong ngành, có lẽ là những đồng nghiệp cũ, thì bạn có thể hỏi xem họ trả lương thế nào, biết đâu họ sẽ nói cho bạn. Nếu bạn đã liên hệ với một công ty tuyển dụng, có lẽ họ sẽ đưa ra một con số áng chừng gần đúng, nhưng mức lương này có thể sẽ cao hơn một chút so với tiêu chuẩn ngành. Xét cho cùng, họ đang muốn kiếm được một khoản hoa hồng. Bạn có thể tự đưa ra đánh giá của riêng mình bằng cách lướt qua các quảng cáo tuyển dụng và xem họ trả bao nhiêu cho các vị trí tương tự. Ngoài ra, một số công đoàn thương mại có một danh sách các khoản thanh toán và có thể tư vấn về mức lương hiện hành trong một số ngành nghề. Trải nghiệm của Banatine. Các chính sách đãi ngộ. Tôi tin rằng mọi người nên được khen thưởng vì đã làm tốt công việc của mình, và tôi dùng tiền thưởng như một sự khích lệ để những người tôi tuyển dụng phát huy hết nhiệt huyết làm việc của họ. Khi tôi điều hành viện dưỡng lão, mọi thành viên trong đội ngũ đều nhận được tiền thưởng hàng năm khi các viện đạt được tỷ lệ sử dụng phòng khoảng 98%. Mọi người trong công ty đều được chia sẻ tiền thưởng với nhau, từ các y tá đến nhân viên dọn vệ sinh. Nhờ đó mọi người đều cảm thấy họ là một phần của một đội ngũ. Tôi có một kế hoạch tương tự tại các câu lạc bộ sức khỏe hiện nay. Khi sử dụng các luật sư, tôi sẽ thường xuyên thỏa thuận với họ, có nghĩa là họ sẽ chỉ nhận một phần phí cố định nếu cuộc đàm phán được kết thúc có lợi cho tôi và đúng thời gian. Khi tôi thuê người xây dựng, tôi khuyến khích họ tiết kiệm tiền bằng cách chia sẻ bất kỳ khoản tiết kiệm nào với họ nếu họ có thể áp dụng các phương pháp xây dựng nhanh hơn hoặc tìm nguồn cung ứng rẻ hơn. Điều này không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền cho dự án xây dựng ban đầu, mà tôi còn có thể sử dụng kiến thức đó để tiết kiệm tiền cho tất cả các dự án xây dựng trong tương lai. Bất cứ nơi nào có thể, tôi muốn trả mọi người theo kết quả và không phải là nỗ lực. Vì vậy, dù bạn đang đối mặt với bất cứ ai, hãy cố gắng tìm cách khuyến khích họ làm việc hiệu quả nhất theo tiêu chuẩn mà bạn mong đợi. Quá trình phỏng vấn. Lý tưởng mà nói, một người quản lý kinh doanh sẽ có cơ hội tương tự như một người quản lý bóng đá trong việc quan sát các thành viên mới trong đội hành động trước khi đề nghị với họ một hợp đồng. Đáng buồn, thay vào đó, chúng ta lại có quá trình phỏng vấn. Điều đó cơ bản có nghĩa là bạn mất từ 30 phút đến 1 giờ với ai đó trước khi ràng buộc làm việc với họ trong những năm tới. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tận dụng tối đa nhất từ quá trình này. Một cuộc phỏng vấn thuận lợi bắt đầu với sự chuẩn bị tốt, và điều đó bắt đầu với việc đảm bảo rằng bạn đã yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin phù hợp. Với hầu hết các vị trí thì thường không cần nhiều hơn một CV và một lá thư xin việc. Mặc dù trong một số ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo thì yêu cầu tiêu chuẩn còn bao gồm cả bản sao của công trình trước đây, vì những bản CV nổi tiếng là thể hiện lời nói dối vô hại nên bạn cần đọc chúng bằng kính lúp để tìm manh mối về sự phù hợp của ứng viên. Bạn nên lập một danh sách mà bạn mong muốn về kinh nghiệm, bằng cấp và thái độ của ứng viên lý tưởng. Sau đó bạn nên đánh giá từ ứng viên trong danh sách mong muốn này và mời các ứng viên tốt nhất đến cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, đôi khi những ứng viên sáng giá nhất lại không phải là chủ nhân của những bản CV mà bạn đánh giá cao nhất, và đây là khi nói đến tầm quan trọng của lá thư xin việc. Một ứng viên nhận ra rằng họ không có giá trị X và Y mà bạn yêu cầu trong quảng cáo tuyển dụng, nhưng thay vào đó họ lại có giá trị Z, có thể mang lại điều gì đó khác biệt cho đội ngũ của bạn. Bất cứ ai là người đã dành thời gian viết lá thư để thể hiện rằng họ biết gì đó về công ty bạn, hoặc là người thể hiện mong muốn làm việc cho một công ty mới, sẽ đứng đầu trong bảng điểm đánh giá của tôi. Sau khi bạn lập danh sách những người bạn muốn mời đến phỏng vấn, hãy dành vài giờ để nghiên cứu về họ, đặt tên của họ vào Google, tìm kiếm họ trên Facebook hoặc MySpace.
Thật tuyệt khi mà biết bao nhiêu người đưa thông tin chi tiết về bản thân lên các trang mạng này và thông tin họ cung cấp về bản thân có thể giúp bạn đánh giá họ. Bạn có thể tìm ra điều gì đó thuyết phục bạn rằng họ là ứng viên hoàn hảo hoặc họ chỉ gây lãng phí thời gian của bạn mà thôi. Nếu có thể, hãy nhờ người khác thực hiện các cuộc phỏng vấn với bạn, đặc biệt là nếu trước đó bạn chưa bao giờ phỏng vấn ai. Người cố vấn của bạn sẽ là một lựa chọn lý tưởng, nhưng bất kỳ người bạn nào có kinh nghiệm tuyển dụng đều có thể giúp bạn việc này. Không chỉ giảm áp lực cho bạn mà còn giúp bạn có người cùng thảo luận về các ứng viên sau buổi phỏng vấn. Trước cuộc phỏng vấn, hãy lập một danh sách các câu hỏi bạn muốn hỏi các ứng viên và trong suốt cuộc phỏng vấn hãy chịu khó ghi chép lại, vì sau đó biết đâu chúng sẽ hợp thành một. Tránh hỏi những điều chung chung như hãy cho tôi biết về sự nghiệp của bạn, và thay vào đó hãy hỏi những câu hỏi có thể tiết lộ cách họ cư xử trong các tình huống nhất định. Ví dụ, cho tôi một ví dụ về thời điểm mà bạn đảm nhận vị trí lãnh đạo, hoặc hãy cho tôi một ví dụ về lúc bạn đã vượt qua những thử thách trong sự nghiệp của mình. Nếu bạn đang phải thực hiện vài cuộc phỏng vấn trong một ngày, hãy chắc chắn sắp xếp được khoảng thời gian giữa các cuộc phỏng vấn để hoàn thành mảng ghi chú của bạn. Trong một công ty mới, nếu có một đội ngũ đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và làm việc muộn cho đến khi đáp ứng được đơn hàng, thì đó có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Hãy hỏi về sự sẵn lòng chia sẻ công việc với nhau đến khi hoàn tất. Những gì bạn không muốn là một người luôn theo dõi đồng hồ hóng ra tan làm. Người sẽ làm ra ít giá trị hơn số tiền mặt mà họ tiêu của bạn. Tôi nghĩ cũng nên hỏi một ứng viên xem họ muốn sự nghiệp của họ đưa họ đi tới đâu. Họ có tham vọng không? Họ sẽ tiếp tục trong 6 tháng nữa chứ? Vai trò lý tưởng đối với họ trong tổ chức của bạn là gì? Hãy nhớ rằng bạn không chỉ cố gắng lấp đầy một vị trí trống trong lực lượng lao động của mình, mà bạn còn muốn những người có thể phát triển cùng với công ty của bạn và có lẽ đảm nhận một vai trò khác trong tương lai. Bạn không cần phải quyết định sau một cuộc phỏng vấn, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu ứng viên trở lại lần thứ hai, có lẽ là cùng với người khác để hỏi một số câu hỏi khác. Có thể là sau hai cuộc phỏng vấn, bạn vẫn không chắc chắn và điều này có thể khiến bạn gặp một tình huống khó xử thực sự. Sử dụng sai người trong một đội ngũ nhỏ có thể gây nguy hiểm, sai sót và thiếu sót của họ có thể kéo một hoạt động nhỏ khỏi lộ trình đã định, và bạn có thể đi đến kết luận rằng trong thời điểm hiện tại, tốt hơn là không tuyển thành viên mới. Luật lao động ngày nay mang lại cho nhân viên nhiều quyền hạn và việc loại bỏ một người không phù hợp vừa khó khăn vừa tốn kém một khi họ đã hoàn thành thời gian thử việc. Đề nghị ai đó một công việc. Khi bạn chọn một ứng viên, bạn cần biết chính xác bạn đang mong đợi họ làm được gì cho xứng đáng với mức lương của họ, và có lẽ quan trọng hơn là họ cũng vậy. Bạn nên viết một bản mô tả công việc nêu ra các trách nhiệm, mục tiêu và kỹ năng liên quan đến vị trí này. Ứng viên nên được cho biết họ sẽ báo cáo với ai và hiệu quả làm việc của họ sẽ được đánh giá như thế nào. Tôi nghĩ rằng cũng đáng để đưa ra một số dấu hiệu về các cơ hội thăng tiến mà công việc mang lại. Sau cuộc phỏng vấn, bạn có thể cá rằng các ứng viên sẽ nhảy dựng lên mỗi lần chuông điện thoại của họ reo, và tôi nghĩ bạn có nhiệm vụ phải thông báo cho người được tuyển dụng và cả người bị từ chối càng sớm càng tốt. Gọi điện thoại cho ứng viên được tuyển dụng và viết thư cho những người đã bị từ chối là một thông lệ tiêu chuẩn. Mặc dù bạn nên chờ đến khi ứng viên mà bạn chọn đã chấp nhận vị trí tuyển dụng thì mới gửi những bức thư đó cho người bị từ chối. Khi bạn gọi cho sự lựa chọn đầu tiên của bạn, hãy cho họ biết về vị trí và thông báo mức lương. Sau đó nói rằng bạn sẽ gửi email cho họ một bản mô tả công việc, chi tiết và yêu cầu họ chấp nhận vị trí trong một khung thời gian hợp lý, giả sử là 24 giờ. Nếu họ từ chối thì bạn cần cân nhắc đến ứng viên được đánh giá cao kế tiếp. Hy vọng rằng các ứng viên sáng giá nhất sẽ đàm phán về mức lương, đặc biệt là nếu họ đang ứng tuyển vị trí quản lý cấp cao hoặc bán hàng. Thành thật mà nói, bạn có thể muốn họ thương lượng với bạn. Nếu không thì có lẽ là bạn đang tuyển một người tầm thường, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải lãng phí ngân sách của mình. Họ cần hiểu rằng bạn là một công ty nhỏ và hiện không có nhiều tiền trong ngân hàng, nên có thể bạn sẽ sớm cân nhắc tăng lương nếu họ đáp ứng mục tiêu và giúp công ty phát triển. Hoặc có lẽ họ có thể có tiền thưởng một khi họ đã chứng minh được năng lực của bản thân. Nếu mức lương là mấu chốt vấn đề và bạn thực sự muốn tuyển dụng người này thì có lẽ nên nhượng bộ một chút. Nhưng hãy xem liệu bạn có thể bù cho họ điều gì khác thay vào đó không? Có lẽ là cơ hội làm việc tại nhà một ngày trong tuần, hoặc một chức danh công việc cao hơn, hoặc thêm trách nhiệm vào đó. Một khi họ đã chấp nhận công việc, bạn nên cho họ biết các điều khoản và điều kiện trong vị trí của họ, những điều như thời gian thử việc, thời gian thông báo, thủ tục kỷ luật, đánh giá chính thức. Làm việc với đội ngũ của bạn.
Tôi tin rằng ủy nhiệm là điều cần thiết để làm việc nhóm tốt, và do đó điều này có thể là phần quan trọng nhất của cuốn sách này. Tôi chắc chắn tin tưởng rằng khả năng ủy nhiệm của tôi là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên sự thành công, và nếu bạn cũng có thể học được cách ủy thác thì nó sẽ giúp bạn điều hành công ty của bạn năng động hơn. Cách ủy nhiệm hiệu quả liên quan đến việc thiết lập mục tiêu, trao quyền cho nhân viên để đáp ứng các mục tiêu của họ và đặt ra thời hạn để đánh giá các mục tiêu đó. Điều đó có chút dễ dàng, cái khó là tin tưởng họ làm nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ giàu có hơn rất nhiều nếu tôi thu một bảng Anh mỗi lần tôi làm việc với một doanh nhân đang bối rối nào đó phàn nàn với tôi rằng khoảng thời gian mà họ dùng để giải thích về công việc cho người khác đủ để bản thân họ tự làm điều đó tốt hơn. Đúng vậy, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới có thể mất nhiều thời gian, nhưng nếu bạn không làm điều đó, doanh nghiệp của bạn không bao giờ có thể phát triển. Tuy nhiên, tôi đã quan sát thấy rằng điều có thể lãng phí thời gian hơn thế nhiều là chủ doanh nghiệp liên tục can thiệp vào công việc của nhân viên. Tất cả những câu "cậu đang làm thế nào?" hoặc những lời cổ vũ, cậu có thể sẽ thấy nó dễ dàng hơn nếu không chỉ gây mất tập trung mà còn có thể làm nhụt chí nhân viên mới. Trao một phần trách nhiệm công ty của bạn cho người bên ngoài đòi hỏi bạn phải tiến hành những điều chỉnh và không còn trong tình trạng kiểm soát hoàn toàn nữa. Đây là điều rất nhiều người nói với tôi rằng họ cảm thấy khó thực hiện. Vì thế đây là những lời khuyên của tôi về cách khai thác tối đa đội ngũ của bạn. Phân định rõ ai chịu trách nhiệm mảng nào, làm rõ tầm quan trọng công việc của họ đối với những người còn lại của công ty. Cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm các mục tiêu thực tế, bán rất nhiều sản phẩm, đề ra một chiến dịch tiếp thị, tìm kiếm một nhà cung cấp đáng tin cậy hơn. Đưa ra cho họ một thời hạn để đạt được mục tiêu của họ. Cung cấp cho họ phương tiện cần thiết để làm điều này, thời gian, nguyên vật liệu thô. Hãy cho họ biết rằng họ có thể đến gặp bạn nếu họ gặp khó khăn. Sau đó chỉ cần để họ tiếp tục công việc của mình và bạn không can thiệp nữa. Khi công ty phát triển, một cơ cấu quản lý rõ ràng sẽ hỗ trợ cho khâu ủy nhiệm hiệu quả. Mọi người trong công ty cần biết ai là người quản lý của họ. Tôi tin rằng cấu trúc tốt nhất cho một công ty lớn là một cấu trúc có ý nghĩa nhất, cấu trúc kim tự tháp. Nhân viên trực tiếp báo cáo cho một số ít những người quản lý, những người này lại báo cáo cho quản lý các bộ phận, rồi lần lượt những quản lý bộ phận lại báo cáo với người lãnh đạo cao nhất. Bằng cách này, mỗi người quản lý sẽ không bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm. Người lãnh đạo đặt ra các mục tiêu, những người quản lý bộ phận đánh giá nhóm của họ sẽ đạt được những mục tiêu đó như thế nào và họ có trách nhiệm đảm bảo nhóm thực hiện. Trong cương vị là chủ doanh nghiệp, tôi không cần biết làm thế nào họ đạt được mục tiêu của mình bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ cần biết là các mục tiêu được thực hiện mà thôi. Nếu bạn đang làm việc trong cùng văn phòng với một trong những nhân viên của mình, bạn có thể sẽ khó mà giữ được miệng khi nghe họ nói trên điện thoại những điều mà bạn sẽ không nói. Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi đó, nhưng hãy nhìn nhận theo quan điểm của họ, bắt đầu một công việc mới mà không cần ông chủ lúc nào cũng phải can thiệp hỗ trợ cũng là khó khăn lắm rồi. Bạn cần phải để mọi người phạm sai lầm, bạn cần để mọi người làm những việc theo những cách khác nhau. Sau đó tất cả không chỉ là công ty của bạn nữa. Nếu họ được tạo động lực một cách đúng đắn, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy như đó cũng là công ty của họ vậy. Ủy nhiệm hiệu quả liên quan đến việc thiết lập mục tiêu, trao quyền cho nhân viên để đạt được mục tiêu của họ và đặt ra một thời hạn để đánh giá các mục tiêu đó. Trải nghiệm của Banatine. Sử dụng người trong tổ chức. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao các doanh nghiệp lại thuê ngoài hoạt động bảo trì hoặc dịch vụ lau dọn hoặc việc sổ sách kế toán của họ. Nếu một trong những câu lạc bộ của tôi không được sạch sẽ, tôi muốn người quản lý có thể A. biết ai là người chịu trách nhiệm và B. ai có thẩm quyền làm cho nó trở nên sạch sẽ. Nếu chúng ta sử dụng tổ chức lau dọn bên ngoài, thì người dọn dẹp sẽ không báo cáo cho người quản lý mà cho chính sếp của họ là người bên ngoài công ty chúng tôi. Và vì bạn không chỉ trả tiền lương cho người lau dọn, bạn cũng phải trả cho tổ chức thuê họ thêm một khoản phí nữa. Tôi nghĩ việc thuê người ngoài thường là sự lãng phí tiền bạc. Bạn không thể kiểm soát chính sách tuyển dụng của tổ chức đó và bạn có thể để một người khác xuất hiện trong tổ chức của bạn mỗi ngày. Hậu quả là không ai biết nhau, tinh thần đồng đội tan vỡ và không ai cảm thấy có trách nhiệm cho hành động của mình cả. Trường hợp nghiên cứu. Tên: Damis Evan, tuổi 31. Công việc: người sáng lập Damis Sinquanon. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng Central City Martins. Trang web: www.damis.co.uk. Tôi vẫn luôn quan tâm đến thời trang, và mặc dù sở thích đó của tôi càng ngày càng tăng, tôi luôn cho rằng
rốt cuộc mình cũng phải gắn bó với một nghề nghiệp truyền thống tại văn phòng. Tuy nhiên, tình yêu thời trang đã đưa tôi đến trường St. Martin, nơi tôi học thiết kế thời trang nữ với bản in. Khi tốt nghiệp, tôi nghĩ tôi muốn làm việc tại một trong những hãng thời trang hàng đầu. Nhưng khi còn học đại học, tôi nhận ra rằng thực sự khá khó khăn để có được cơ hội trải nghiệm thực tiễn công việc ở những công ty đó. Bạn có thể dễ dàng thấy bản thân đang phải pha trà. Bạn cũng phải tham gia vào những cuộc đấu chốn công sở. Tôi chưa bao giờ thấy thật hài lòng với chức trách và nhận ra rằng tôi muốn kiểm soát mọi việc. Khóa học của tôi liên quan đến một vị trí làm việc có kỹ năng tại một hãng thời trang tên là Fabric, và thậm chí trong một công ty nhỏ hơn thì vẫn khó có một ý tưởng và rồi được phép theo đuổi nó. Tôi không bao giờ muốn thỏa hiệp về chất lượng sản phẩm cuối cùng, nhưng thực tế thương mại có nghĩa là tôi phải thường buộc phải làm như vậy. Thực sự tôi ở lại Fabric trong một năm rưỡi để hợp tác thiết kế bộ sưu tập cho tuần lễ thời trang New York trước khi quay lại trường đại học để hoàn thành văn bằng của mình. Sau đó tôi biết rằng tôi muốn thiết kế nội y vì chẳng có một công ty nào đang làm những gì tôi muốn làm, nên tôi tính sẽ tự khởi nghiệp. Ban đầu tôi đã có động lực và được hướng dẫn theo một nguyên tắc luôn luôn làm hết sức mình. Tôi đã không quan tâm đến chi phí, chỉ chú ý đến sản phẩm. Nếu chung quy một cặp quần lót có chi phí 3.000 bảng cũng chẳng sao cả. Vấn đề tôi gặp phải là chưa có thị trường xác định cho mặt hàng sang trọng như vậy. Trước khi tôi bắt đầu, không ai bán một đôi quần lót với giá hơn 100 bảng cả. Vì vậy tôi không chỉ phải tạo ra sản phẩm mà còn phải tạo ra thị trường nữa. Tôi có số tiền khá hạn chế, vì vậy tôi đã nộp hồ sơ cho một khoản vay từ Prince Church. Họ bảo tôi liên lạc với trung tâm thương mại Portobello gần nơi tôi sống ở phía tây London và họ đã giúp tôi lập một bản kế hoạch kinh doanh. Tôi đã đến gặp họ vài lần một tuần và họ đã hướng dẫn tôi suốt quá trình, bao gồm chuẩn bị dự báo tài chính và tiến hành nghiên cứu thị trường một chút. Phải mất 2 tháng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nhưng điều buồn cười là đến giờ tôi biết nhiều hơn đến mức cảm thấy mình có thể viết bản tiếp theo chỉ trong một buổi tối. Mặc dù đó chỉ là thủ tục mà tôi chỉ làm để vay được tiền, nhưng tôi thấy việc phác thảo ra những lĩnh vực nhất định và xây dựng bố cục tài chính rất hữu ích. Vấn đề đối với Church về hồ sơ vay vốn của tôi là tôi không thể chứng minh rằng có một thị trường cho sản phẩm của tôi. Vì vậy điều đó thực sự ảnh hưởng đến việc họ có tin tưởng tôi hay không. Họ đề nghị cho tôi vay 5.000 bảng và phải trả theo tháng. Để giảm chi phí, tôi quyết định tự in vải và xử lý độ có giãn, nhưng hầu như không thể tìm được ai đó may quần áo cho tôi. Tôi đã tìm được một anh chàng, nhưng anh ta tỏ ra khó hợp tác. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một nhà máy Ý nổi tiếng tại một hội chợ thương mại nội y. Tôi nói với họ rằng tôi đang cho ra mắt một nhãn hiệu mới và họ đồng ý làm một số mẫu cho tôi. Vì vậy, tôi đã mang vải của mình đến Ý và cuối cùng cũng trở thành người bạn tuyệt vời của các chủ nhà máy. Họ đã sản xuất khoảng 60 chiếc cho bộ sưu tập đầu tiên của tôi. Khi tôi quay trở lại London, ưu tiên của tôi là đưa những mẫu tuyệt vời này tới tay người mua. Tôi không thể nêu đầy đủ sự khác nhau của nội y Damis với nội y khác. Trang phục của tôi thu hút được nhiều sự chú ý nhất là loại quần lót phụ nữ có một chiếc nơ lớn được thiết kế để có thể được nhìn thấy từ phía trên chiếc quần jean. Chưa ai từng nhìn thấy bất cứ điều gì như thế. Tôi gọi cho Sequit và đặt một cuộc hẹn gặp khách mua đồ lót của họ. Đó là điều tôi không nghĩ tôi có thể làm được nếu tôi bắt đầu bây giờ vì thị trường quá đông đúc. Nhưng vào năm 2001, cô ấy rất hào hứng khi nghe về một điều gì đó với mẹ. Tôi đạp xe đến Stepprop với một cái giỏ đựng những bộ đồ trang phục trên tay lái. Mặc dù người mua thực sự yêu thích các sản phẩm, nhưng cô không thể đồng ý với giá bán buôn là 40 bảng. Cô ấy nghĩ rằng đó là giá bán lẻ. Tôi đã nói với cô ấy rằng nhưng đó là chi phí của nó. Cô ấy nói nó có thể hữu ích nếu tôi giới thiệu được các sản phẩm này trên một số trang báo chí. Tôi luôn luôn biết sự hỗ trợ của báo chí là rất quan trọng. Vì vậy tôi đã bắt đầu liên hệ với các tạp chí thời trang. Tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời. Nhưng thời gian mở đầu của các tạp chí thời trang đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đợi vài tháng trước khi sản phẩm của tôi được các nhà bán lẻ nhìn thấy. Damaris đã được đăng trên tạp chí Vogue. Chúng tôi đã có một quảng cáo 2 trang trên The Evening Standard và rất nhiều nhà tạo mẫu hàng đầu đã bắt đầu sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Thực tế các sản phẩm này có giá bán rất cao. Hầu hết các dòng sản phẩm đều có mức giá khoảng 100 đến 130 bảng. Một số mặt hàng hoàn thiện thủ công có giá lên tới 3.000 bảng đã giúp chúng tôi thu hút được sự chú ý. Tôi cũng đã có một buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang London và khi người mua từ Selfridge thấy chúng tôi xuất hiện trên báo chí, cô ấy mời tôi trở lại và đặt hàng. Sự xuất hiện trên báo cũng giúp sản phẩm của chúng tôi
có mặt trong các cửa hàng như Harvey Nichols và Liberty. Doanh thu của chúng tôi trong mùa đầu tiên là 30.000 bảng, đó là điều tôi khó mà tin được. Tuy nhiên, chúng tôi đã chia sẻ công bằng các vấn đề của mình. Hầu hết trong số đó là với khâu sản xuất. Các nhà máy ở Ý thực hiện các mẫu cho biết họ không thể xử lý thành phẩm ở quy mô thương mại. Vì vậy, tôi tìm quanh các nhà máy khác. Chúng tôi gặp trục trặc, những hộp vải đã được trả lại cho chúng tôi mà trang phục chưa được tạo ra. Một tuần trước khi chúng tôi dự định giao hàng tới các cửa hàng, tôi đang sử dụng vải may đo cao cấp và các kỹ thuật được sử dụng trên quần áo. Đó không phải là một trường hợp xử lý độ co giãn trên vật liệu ni lông. Tất cả họ đều nói với tôi rằng nó quá phức tạp, vì vậy tôi phải gọi cho mọi người mà tôi biết xem ai có thể may và chúng tôi đã tự làm. Thật là bực bội vô cùng, chúng tôi đã đưa tin khắp trên báo mà vẫn không có sản phẩm nào vào được các cửa hàng. Chúng tôi đã làm việc muộn nhiều đêm và làm việc chăm chỉ đến nỗi tôi không bao giờ muốn làm công việc may mặc lại thêm lần nào nữa. Và tất nhiên, tôi đã không có tiền để trả cho mọi người, vì vậy họ được thanh toán bằng quần lót. Các nhãn hàng khác bắt đầu sản xuất hàng may mặc rất giống nhau và tôi cảm thấy rằng một vài hãng trong số đó đã vi phạm những gì được coi là bản quyền thiết kế chưa đăng ký của tôi. Việc đăng ký bản quyền là điều rất quan trọng đối với doanh nghiệp và tôi phải bảo vệ các quyền đó. Tôi đã vô cùng may mắn khi bố tôi đã làm việc với một trong những luật sư bản quyền hàng đầu thế giới, người đã đồng ý đại diện cho tôi. Chuyên môn của anh ấy thuộc đẳng cấp mà thông thường bạn không thể thuê được. Chẳng có cách nào để tôi có đủ tiền trả cho anh ấy nếu như anh không phải là một người bạn của gia đình. Anh ấy cũng được trả tiền bằng quần lót để tặng cho con gái của mình. Anh ấy vẫn làm việc thường xuyên với tôi về những gì tôi cảm thấy đang tiếp tục sự vi phạm bản quyền. Và nhờ có anh, các công ty bao gồm Larilla, River Island và New Look đã ngừng sản xuất các mẫu theo thiết kế được anh Phạm biện luận thành công là đã vi phạm bản quyền của tôi. Vào cuối năm đầu tiên giao dịch, tôi đã được những người như Mark & Spencer, Topshop và Victor Scarrett liên hệ để thiết kế bộ sưu tập cao cấp cho họ. Mặc dù rất hãnh diện, nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi tạo ra dòng sản phẩm và tự mình ra mắt thì tôi sẽ không phải chia sẻ lợi nhuận với họ. Vì vậy, tôi đã tự tạo thương hiệu Mimi Holiday, trong đó bán lẻ với giá 20 đến 50 bảng và đã thỏa thuận với House of Fraser được hợp đồng độc quyền bán nó. Tôi đồng ý với nhà độc quyền với điều kiện họ phải mua một số lượng đơn vị nhất định của tôi. Mặc dù sản phẩm đó được bán ra thuận lợi đối với họ, nhưng họ không thể có đủ hàng để đáp ứng được đơn đặt hàng lớn và vì vậy hợp đồng đã không được tiếp tục. Điều đó khiến chúng tôi hụt đi 500.000 bảng trong doanh thu của mình. Nó có thể đã dễ dàng tàn phá doanh nghiệp này, nhưng chúng tôi đã xây dựng lại từ đó và năm ngoái doanh thu của chúng tôi là 800.000 bảng. Năm tới tôi dự đoán khoảng 1,4 triệu bảng. Công việc kinh doanh đang thuận lợi. Chúng tôi có một nhóm nhỏ gồm 3 người với tất cả mọi thứ như kế toán, kho bãi và PR thuê ngoài. Doanh số của thương hiệu Mimi Holiday tăng gấp 3 lần mỗi mùa và thương hiệu Damaris tăng gấp đôi. Đơn đặt hàng vẫn đang đến với chúng tôi thay vì chúng tôi phải tìm kiếm chúng. Vì vậy đây có lẽ là cách chúng tôi sẽ còn tồn tại trong một vài năm nữa. Về lâu dài, tôi có thể phát triển nguồn tài chính, có thể cho phép chúng tôi mở cửa hàng của riêng mình hoặc nhượng quyền bán trong các cửa hàng thương mại. Một điều tôi chắc chắn là sẽ có lúc tôi bắt đầu một hoạt động kinh doanh khác. Tôi có thể thấy rằng tôi sẽ chán. Tôi yêu mảng kinh doanh mọi thứ cũng như mảng thiết kế. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm một dự án kinh doanh khác. Lời khuyên hữu ích nhất mà bạn đã từng nhận được là gì? Tôi vẫn rất biết ơn ai đó đã đề nghị tôi tiếp cận Prince Church. Nhưng chủ yếu là tôi biết ơn vì cách mà tôi được nuôi nấng. Tôi luôn được bảo rằng nếu tôi khao khát điều gì đó đủ lớn, tôi sẽ có thể biến nó trở thành sự thật. Bạn ước mình đã biết được điều gì ngay từ đầu? Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của tôi tại House of Fraser đã dạy tôi những lợi ích trong việc bắt đầu nhỏ bé và nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn nếu chúng ta có thể tìm thấy một nhà máy đáng tin cậy lúc ban đầu. Bây giờ thì hàng may mặc của tôi được làm tại Thượng Hải và chất lượng rất tuyệt vời. Một điều bạn muốn nói với ai đó khi bắt đầu kinh doanh là gì? Bạn phải hoàn toàn và cực kỳ chìm đắm trong đó. Khi nó là doanh nghiệp đầu tiên của bạn, bạn phải sống và hít thở với nó, nghĩa là bạn phải yêu thích những gì bạn làm. Tổng kết: có 3 cách để phát triển doanh nghiệp của bạn: giảm chi phí, tìm kiếm thêm khách hàng hoặc khiến khách hàng hiện tại của bạn tiêu dùng nhiều tiền hơn. Sử dụng phân tích SWOT trong các cuộc họp định kỳ. Nhân viên là nguồn động lực đắt giá nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào và là nhiệm vụ của bạn là quản lý tài nguyên đó một cách hiệu quả nhất có thể. Ủy nhiệm hiệu quả liên quan đến việc thiết lập mục tiêu,
trao quyền cho nhân viên để đạt được mục tiêu của họ và đặt ra một thời hạn để đánh giá các mục tiêu đó. Hãy sống hít thở với doanh nghiệp của bạn, bạn phải thực sự yêu thích nó. Action. Bạn đã thành công với ý tưởng kinh doanh nào? Bí quyết thực hiện hóa các ý tưởng của bạn là gì? Hãy viết ra. Chương 8. Triệu phú. Tôi đoán đây là một phần mà bạn đã mong chờ. Làm thế nào để bạn biến tất cả những công việc khó khăn thành một gia tài? Nếu bạn có một công ty phát triển thịnh vượng, bạn có thể tìm ra nhiều cách để thu được tiền từ nó. Nhưng nếu công ty của bạn đang gặp khó khăn, thì có thể chủ yếu là bạn nhận được những bài học xương máu, và đó không phải là điều tồi tệ. Dừng lại. Hầu hết các doanh nhân thành công đã bắt đầu một số doanh nghiệp cho đến thời điểm họ khởi động một trong những doanh nghiệp khiến họ trở nên giàu có. Nếu bạn đi đến kết luận rằng doanh nghiệp của bạn không phải là phương tiện giúp bạn trở nên giàu có và giả sử đó là mục tiêu cuối cùng của bạn, thì bạn có thể lựa chọn dừng lại và bắt đầu hoạt động kinh doanh thứ hai của mình. Những quyết định tích cực kiểu như thế này lại dẫn đến số liệu thống kê tiêu cực, khoảng 50% doanh nghiệp mới rơi vào thất bại. Khi làm lại từ đầu, bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về mọi thứ, từ việc quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp đến việc quản lý dòng tiền, điều mà bạn có thể sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều trong lần kinh doanh thứ hai. Bạn cũng có thể sẽ tạo dựng được uy tín với các ngân hàng và nhà đầu tư, một số yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt với dự án kinh doanh tiếp theo của bạn. Tôi thấy việc bán kem chính là bằng cấp khởi nghiệp của tôi. Thay vì dành 4 năm ở trường đại học và rốt cuộc là rước về một khoản nợ nần, tôi đã dành 5 năm học về kinh doanh từ chính trong hoạt động kinh doanh hơn là từ những bài giảng và sách vở. Nếu hoạt động kinh doanh đầu tiên của bạn không thành công, tôi đề nghị bạn hãy coi trải nghiệm của mình như một nền giáo dục bậc nhất mà bạn không thể mua được bằng tiền. Hoạt động kinh doanh đầu tiên của bạn là một bằng cấp uy tín đặt bạn vào một vị thế cực kỳ thích hợp để có thể thành công với bất cứ điều gì bạn làm tiếp theo. Người Mỹ có một thái độ giác ngộ hơn nhiều đối với các doanh nhân. Câu chuyện ăn mày trở nên giàu có là một phần của giấc mơ Mỹ và thậm chí còn có các nhà đầu tư muốn quay lại với bạn nếu bạn ghi trong CV của mình là đã gặp thất bại trong kinh doanh. Họ tin rằng thất bại tôi luyện cho bạn nhiều hơn thành công. Tôi không chắc chắn điều đó có đúng không, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng dạy cho bạn nhiều như thành công vậy. Do đó bạn nên luôn luôn nói về hoạt động kinh doanh đầu tiên của mình với niềm tự hào, bất kể rốt cuộc nó có ra sao đi nữa. Tất nhiên, bạn không cần phải đợi doanh nghiệp của mình chấm dứt mọi tiến độ thì mới dừng lại. Bạn có thể chỉ đơn giản là đã có một ý tưởng tốt hơn, hoặc trở nên nhàm chán, hoặc đang dự đoán một sự thay đổi trong tương lai sẽ phá hủy triển vọng của bạn. Dù đâu là lý do thì cũng không có gì phải xấu hổ để mà dừng lại khi một hoạt động kinh doanh không còn thắp sáng lên ngọn lửa trong bạn nữa. Nếu hoạt động kinh doanh đầu tiên của bạn không thành công, tôi đề nghị bạn hãy coi trải nghiệm của mình như một nền giáo dục bậc nhất mà bạn không thể mua được bằng tiền. Tiến hành kinh doanh vì niềm vui. Nhiều người nói rằng họ yêu công ty của họ như một trong những thành viên trong gia đình và họ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ra sao nếu không có nó. Họ bị cuốn vào công việc với một đội ngũ tuyệt vời. Họ biết sản phẩm và dịch vụ của họ được đánh giá cao và nó mang lại cho họ một thu nhập khá và chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Nếu điều đó nghe có vẻ giống như hoạt động kinh doanh của bạn, ai mà quan tâm liệu bạn có phải là triệu phú hay không? Hãy nhớ câu nói của Bob Dylan, một người đàn ông được coi là thành công nếu anh ta thức dậy mỗi buổi sáng và đi ngủ mỗi buổi tối, và ở giữa khoảng thời gian đó anh ta làm được những gì mình muốn. Tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn đúng. Tôi sẽ không gợi ý cho bất cứ ai rằng chỉ các doanh nghiệp thành công mới là những doanh nghiệp đáng giá hàng triệu bảng. Tuy nhiên, tôi muốn dành vài lời khuyên cho các chủ doanh nghiệp lựa chọn con đường này. Đầu tiên, hãy tiếp tục thực hiện phân tích SWOT 6 tháng một lần. Khi bạn thoải mái, nó thật dễ dàng trở nên tự mãn biết bao và điều này khiến bạn dễ bị cạnh tranh. Và thứ hai, không bao giờ coi khách hàng là điều hiển nhiên cả. Nhiệm vụ của bạn là tìm hiểu xem họ muốn gì, họ nghĩ về bạn ra sao và làm thế nào để bạn có thể giữ chân họ. Bán đi. Trong hầu hết các ngành, có một phương pháp chuẩn để định giá một công ty và đó gần như luôn là bội số lợi nhuận của bạn. Ví dụ, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Banatine đã trả gấp 9 lần lợi nhuận khi chúng tôi có được chuỗi 24 câu lạc bộ vào năm 2006. Đối với các câu lạc bộ cho thuê, bội số gấp 6 lần lợi nhuận. Vì vậy, nếu tôi muốn mua một câu lạc bộ miễn phí mà kiếm được 1 triệu bảng mỗi năm, chủ sở hữu có thể mong đợi tôi trả nó với giá 9 triệu bảng.
Bạn có thể hiểu rõ hơn về bội số trong ngành bằng cách nhìn vào các công ty niêm yết công khai, có thể so sánh trong Financial Times. Tuy nhiên, số liệu được công bố chỉ là một hướng dẫn và nếu thị trường quan tâm đến lĩnh vực của bạn thì bội số sẽ tăng lên. Nếu ngành của bạn đang suy giảm thì nó sẽ giảm xuống. Như với mọi thị trường, yếu tố chính trong việc thiết lập giá là nguồn cung và cầu. Nếu có nhiều người chơi đang tìm cách để có được bước đệm trong khu vực của bạn, có lẽ vì các khoản giảm thuế mới được áp dụng gần đây, thì bạn có thể thấy bản thân đang rơi vào giữa cuộc chiến đấu thầu. Tương tự vậy, nếu nhiều công ty trong ngành của bạn được đề nghị bán cùng một lúc, giá sẽ được duy trì ở mức độ thực tế hơn. Khi tôi bán các nhà trẻ ban ngày của mình, một số công ty đã đấu thầu nó, một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận khoảng 1 triệu bảng mỗi năm tại thời điểm đó. Chúng tôi đã nhận được một số giá thầu khoảng 7 triệu bảng, đó là những gì chúng tôi đang mong đợi. Và sau đó, một mức giá tuyệt vời là 22 triệu bảng đến từ Achemi Partner. Lý do họ trả cao như vậy là luật điều chỉnh mới của chính phủ đòi hỏi tất cả các quỹ đầu tư mạo hiểm phải đầu tư 70% vốn của họ vào các ngành đủ điều kiện. Và tại thời điểm đó, kinh doanh dịch vụ chăm sóc ban ngày là một trong những ngành như thế. Nếu họ không đầu tư vào các lĩnh vực này, những người ủng hộ họ sẽ không có điều kiện để giảm thuế và điều đó đã khuyến khích họ đặt tiền vào quỹ của Achemi ngay từ đầu. Tôi đã gặp may mắn, tôi không biết gì về luật mới cả, chắc cũng đáng để tìm hiểu xem liệu có điều gì đó tương tự trong ngành của bạn có thể thay đổi hoàn toàn việc định giá công ty bạn hay không. Vậy bạn sẽ bán một công ty như thế nào? Một trong những cách hiệu quả nhất là chỉ cần nói với một vài mối quan hệ thích hợp mà bạn nghĩ rằng đã đến lúc chuyển sang thử thách tiếp theo và bạn sẽ sẵn sàng thực hiện. Khả năng là bạn sẽ được mua lại bởi một công ty khác đã hoạt động trong lĩnh vực của bạn. Người này sẽ muốn tận dụng cơ sở khách hàng của bạn và tạo ra lợi nhuận theo quy mô bằng cách sáp nhập hai công ty lại. Các mối liên hệ của bạn trong ngành do đó có thể hoạt động như các đại lý bán hàng tiềm năng. Ngoài ra, bạn có thể quảng cáo doanh nghiệp để bán trên các tạp chí địa phương và thương mại, hoặc bạn có thể thuê một đại lý, giống như đại lý bất động sản chẳng hạn, sẽ hưởng chút phần trăm trong mức giá bán cuối cùng để giúp bạn xử lý việc bán công ty. Người sáng lập và đội ngũ quản lý của họ được mua lại như một phần của thỏa thuận cũng là một điều khá phổ biến. Càng nhiều giá trị công ty thực sự nằm trong đầu bạn, bạn càng có thể mong đợi được yêu cầu ký một thỏa thuận còng tay sẽ gắn kết bạn với công ty trong một thời gian bàn giao, có thể là lên đến 5 năm. Mặc dù bạn sẽ được trả một số tiền khi thỏa thuận được ký kết, phần còn lại có thể được giữ như một loại trái phiếu hạnh kiểm tốt và sẽ chỉ được thanh toán vào cuối thời hạn còng tay khi các mục tiêu thỏa thuận đã được đáp ứng. Có thể doanh nghiệp của bạn có giá trị cao hơn khi được bán từng phần. Có lẽ cơ sở dữ liệu của bạn có giá trị đối với một công ty. Cơ sở vật chất của bạn lại có ích với một công ty khác và hợp đồng hiện tại của bạn lại cần thiết với một công ty khác nữa. Điều này có thể khiến bạn trở nên rất hấp dẫn với người mua vì họ biết họ có thể kiếm lợi nhuận khi chia nhỏ công ty và bán theo từng phần. Nhưng tất nhiên, họ không nên là người hưởng lợi mà đó phải là bạn. Nếu bạn có thể chịu chia nhỏ công ty thì đây có thể là một cách tối đa hóa giá trị của nó. Một lời cảnh báo trước khi bạn bán đi. Tôi đã thấy những người bạn, người đã bán doanh nghiệp lấy hàng triệu bảng và tại thời điểm bán, họ mong chờ những ngày nhàn tinh trên sân golf hoặc với bọn trẻ của họ. Vài tháng qua đi và thật ngạc nhiên biết bao khi nhiều người sẽ nói với bạn rằng họ hối tiếc vì đã bán công ty đi. Cuộc sống bây giờ có chút nhàm chán, tôi thực sự rất nhớ nó. Đó là lý do tại sao tôi biết tôi sẽ không bao giờ bán đi doanh nghiệp cuối cùng của mình dù xảy ra bất cứ điều gì. Cho đến ngày tôi chết, sẽ vẫn có một văn phòng tôi có thể ghé qua, có nhân viên để tôi có thể trò chuyện và những giao dịch để tôi có thể thương lượng. Nếu bạn yêu thích kinh doanh, tôi không nghĩ rằng thời gian nghỉ hưu nhàn hạ là đủ. Khi bạn đã bán xong, bạn không thể quay đầu lại trong 6 tháng tiếp theo và nói: "Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, hãy trả lại nó cho tôi." Nhượng quyền thương mại. Một số tên tuổi lớn nhất trên phố kinh doanh là các hãng hoạt động nhượng quyền thương mại, các doanh nghiệp đa dạng như McDonald's, Body Shop và Carquick đều tăng trưởng thông qua nhượng quyền thương mại và nếu bạn có một doanh nghiệp có thể nhân rộng thì bạn cũng có thể làm như vậy. Tóm lại, nhượng quyền thương mại hoạt động như thế này. Bạn dạy ai đó làm chính xác những gì bạn đã làm và cung cấp cho họ tất cả các công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để họ làm điều đó. Đổi lại, họ trả cho bạn một khoản phí ban đầu và sau đó là thanh toán hàng năm. Theo đó, thường là một tỷ lệ phần trăm trong doanh thu của họ.
Tùy vào doanh nghiệp của bạn, phí ban đầu có thể chỉ vài trăm bảng đối với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, lên tới khoảng 500.000 bảng cho một vị trí hàng đầu McDonald's. Lợi ích cho bên nhượng quyền, tức là bạn, là ở chỗ bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình rất nhanh chóng mà không cần phải huy động vốn tiền mặt, vì các bên được nhượng quyền sẽ đáp ứng chi phí khởi nghiệp riêng của họ, vì mỗi đơn vị nhượng quyền là một công ty riêng biệt. Thay vì bạn mở một vài cửa hàng liên tiếp, một nhóm những bên nhận nhượng quyền có thể đồng loạt mở chúng. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều phù hợp để nhượng quyền thương mại, nhưng nếu bạn nghĩ rằng doanh nghiệp của bạn phù hợp thì bạn cần phải tự hỏi tại sao một người nào đó sẽ trả tiền để trở thành người nhượng quyền của bạn, thay vì chỉ cần sao chép những gì bạn đã làm và tự mình hưởng tất cả lợi nhuận. Mặc dù có rất nhiều lý do tại sao mọi người chọn trở thành người nhượng quyền thay vì bắt đầu từ đầu, giá trị của hoạt động nhượng quyền thương mại của bạn gần như chắc chắn nằm trong thương hiệu của bạn. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng doanh nghiệp của bạn có thể nhượng quyền được, thì bạn cần phải xây dựng được thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên được nhượng quyền rất chi tiết và nêu rõ một mối quan hệ này sẽ hoạt động như thế nào trong nhiều thập kỷ và trách nhiệm của các bạn với nhau là gì. Đó không phải là một công việc phù hợp với những người nghiệp dư, và bạn có thể sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nếu bạn có một tư vấn chuyên về nhượng quyền thương mại. Bạn có thể tìm thấy một người có uy tín thông qua Hiệp hội Nhượng quyền Anh www.tbfa.org. Nó là một khu vực thu hút một vài con cá mập, những người chỉ muốn bán nhượng quyền cho những người cả tin, người mà nghĩ rằng họ có thể làm ra tiền thay vì kiếm tiền, và một số người thậm chí còn tính phí nhượng quyền là ngành ngân hàng. Vì vậy, hãy cẩn trọng kiểm tra giấy ủy nhiệm của các công ty mà bạn giao dịch. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn có thể bán doanh nghiệp hiện tại của mình cho một bên nhận nhượng quyền và lui lại để giám sát mạng lưới nhượng quyền, đồng thời tuyển một giám đốc điều hành đảm nhiệm các công việc khó khăn cho bạn. Mua quyền quản lý. Khi bạn nói chuyện với nhân viên cấp cao về kế hoạch bán đi, bạn có thể nghe họ nói với bạn rằng họ không muốn làm việc cho một ông chủ mới. Họ đã làm việc ở doanh nghiệp trong nhiều năm và hiểu rõ nó. Vì vậy, chuyện họ tỏ ra bực bội khi một ông chủ mới đến và thay đổi mọi thứ là lẽ thường tình. Nếu nhân viên của bạn quan tâm đến công ty và khách hàng nhiều như bạn, thì chính họ có thể muốn mua nó từ tay bạn. Là nhân viên, họ có thể không có lượng tiền mặt mà bạn đang muốn định giá cho doanh nghiệp của bạn, nhưng có nhiều nhà đầu tư sẽ có tiền. Giả sử doanh nghiệp của bạn trị giá 1 triệu bảng, đội ngũ quản lý của bạn đến gặp một nhà đầu tư tư nhân, đồng ý đầu tư tiền mặt và giả sử bù lại họ nhận 70% doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý của bạn nắm 30% còn lại, bạn nhận được 1 triệu bảng và đội ngũ của bạn sẽ tiếp tục duy trì công việc của họ và điều hành doanh nghiệp. Điều hấp dẫn là nhà đầu tư sẽ muốn hai điều từ nhóm quản lý của bạn: 70% lợi nhuận hoặc cổ tức và một chiến lược rút lui. Nhóm của bạn có ý định mở rộng công ty, mua lại đối thủ, áp đặt hiệu quả hay tăng giá không? Họ cần biết cách làm cho công ty sinh lời hơn để nhà đầu tư sẽ có thể bán cổ phiếu của họ có lãi trong tương lai. Thường thì MBOS, ban quản lý mua lại công ty, như cách gọi của mọi người, được theo dõi một vài năm sau đó bởi một tổ chức chứng khoán khi đội ngũ quản lý nắm trong tay phần nào giá trị họ đã tạo ra. Tự biến mình thành Nigel. Như tôi đã nói ở đầu cuốn sách này, thông thường tôi dành khoảng 5 giờ một tuần trong văn phòng. Tất nhiên, các công ty của tôi không phải tự mình hoạt động mà do giám đốc điều hành xuất sắc của tôi là Nigel Armstrong đã làm. Nigel đã làm với tôi hơn 10 năm. Anh ấy bắt đầu là một người kiểm soát tài chính và làm việc theo cách của riêng mình. Anh ấy yêu thích công việc kinh doanh nhiều như tôi, và anh ấy đã làm việc với tôi đủ lâu để hiểu được thái độ của tôi trong hầu hết các tình huống. Từ một câu lạc bộ phải chịu đựng một người quản lý kém cỏi đến cơ hội có được một vài mẫu đất, Nigel biết tôi sẽ quyết định ra sao và tự mình đưa ra chính quyết định đó. Hầu hết thời gian trong văn phòng là tôi ở cùng với Nigel, bàn về những giao dịch lớn hơn và đánh giá các cơ hội trong tương lai. Nhưng khâu quản lý hàng ngày là tùy thuộc vào anh ấy. Đôi khi tất cả những gì tôi phải làm là ký giấy tờ mà thôi. Tại Viện Dưỡng Lão Chất Lượng, phần lớn hoạt động quản lý là do giám đốc tài chính Chris Rutter của tôi xử lý. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã tìm được cả Chris và Nigel, vì thật không dễ cho họ để điều hành công ty của người khác. Điều quan trọng là đảm bảo họ được khuyến khích để thực hiện công việc cũng hiệu quả như chính bạn sẽ làm. Tôi điều chỉnh mức lương của Nigel để anh ấy có được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu anh đạt được mục tiêu tăng trưởng tôi đặt ra,
và anh cũng được hưởng lợi từ những lựa chọn chia sẻ, khiến anh ấy sẽ trở thành triệu phú vào một ngày nào đó. Khi bạn xây dựng doanh nghiệp của mình, bạn nên tìm đến những Nigel và Chriser trên đời này, bởi vì tìm được một người thừa lệnh có thể tiếp quản công việc sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể duy trì một doanh nghiệp bạn yêu thích, bạn có thời gian dành cho những thứ khác, bạn không bị nhàm chán và điều tốt nhất là họ phát triển kinh doanh và khiến cho bạn trở nên giàu có hơn. Vì vậy, nếu có một người nào đó trong đội ngũ của bạn cho thấy họ có khả năng và triển vọng thì hãy giao cho họ thêm một chút trách nhiệm và để họ làm việc chặt chẽ với bạn trong một thời gian. Định hình họ trở thành kiểu người quản lý mà bạn muốn họ trở thành, sau đó nói với họ những gì bạn dự định đối với họ để họ chia sẻ tầm nhìn của bạn trong tương lai và rồi xem họ biến nó trở thành hiện thực. Sự khởi động. Tùy thuộc vào quy mô của công ty của bạn, bạn có tùy chọn khởi động trên AIM, thị trường đầu tư thay thế hoặc sàn giao dịch chứng khoán nếu công ty của bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định. Như khi bán công ty của bạn, các nhà đầu tư có thể sẽ muốn bạn ở lại với công ty thêm một thời gian sau đó để duy trì động lực của bạn trong công việc kiếm được nhiều lợi nhuận trong khả năng của bạn đối với các cổ đông. Các nhà đầu tư muốn giới hạn số lượng cổ phiếu mà người sáng lập có thể bán. Họ muốn sự giàu có của bạn ở trong công ty, chứ không phải là trong tài khoản ngân hàng của bạn. Và mặc dù bạn có thể được phép bán đủ cổ phiếu tùy ý bạn muốn, nhưng bạn sẽ phải đợi vài năm nữa trước khi bạn có thể bán cổ phần còn lại của mình và rời khỏi công ty. Tôi đã chọn phương pháp này đối với các viện dưỡng lão chất lượng vì nó cho phép tôi giữ quyền kiểm soát công ty, giải phóng một số vốn của tôi và huy động thêm vốn từ thị trường chứng khoán cho phép công ty mở rộng nhanh chóng. Tôi đã nhận thấy sự chuyển đổi từ việc chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mình sang chịu trách nhiệm trước một hội đồng nhà đầu tư là khá khó khăn, thách thức và cuộc đụng độ giữa động lực khởi nghiệp của tôi và các quy trình cũng như thủ tục không chính thức của thành phố đã khiến tôi phát điên. Thay đổi từ một công ty tư nhân thành một công ty thuộc sở hữu công là một biến động rất lớn, nhưng nó cũng là một trải nghiệm lý thú để thấy công ty bạn bắt đầu chuyển đổi bởi hàng triệu bảng tiền đầu tư. Bạn phải chấp nhận rằng văn hóa doanh nghiệp của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông cũng như khách hàng của mình. Nhưng nếu bạn có thể lái theo chiều hướng đó thì chẳng có cách nào tốt hơn để cải thiện sự phát triển thịnh vượng của công ty và của chính bạn. Bạn sẽ cần một nhà môi giới xử lý vấn đề này và một danh sách những nhà môi giới phù hợp luôn có sẵn tại các sàn giao dịch chứng khoán. Tất cả những gì tôi làm là gọi cho họ đến khi tôi tìm thấy một nhà môi giới sẵn sàng giao dịch với quy mô doanh nghiệp của tôi và là người mà tôi nghĩ rằng tôi có thể cùng hợp tác thuận lợi. Đây là cả một quá trình và từ cuộc gọi điện thoại ban đầu cho đến khi nhận được tấm séc có thể sẽ mất gần một năm. Đầu tiên, nhà môi giới sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sẵn sàng lên thị trường chứng khoán. Điều đó có thể có nghĩa là áp đặt một chủ tịch và một ban giám đốc lên bạn. Tất cả những người này sẽ làm cho bạn trở nên đáng tin trong mắt các nhà đầu tư. Tất cả họ cũng mong đợi một mức lương, một con số khoảng 20 đến 30 nghìn bảng một năm chỉ để tham dự một vài cuộc họp hội đồng quản trị và cổ phần khi công ty bạn niêm yết. Tài khoản của bạn sẽ phải được kiểm toán bởi một trong những công ty kế toán lớn của thành phố. Tất nhiên, với một khoản phí khổng lồ và cần phải tạo một cuốn sách nhỏ cho các nhà đầu tư biết về hoạt động kinh doanh của bạn với một khoản phí nữa. Sau đó sẽ có một chuyến đi bất tận của các nhà đầu tư thuộc ban tổ chức như các quỹ hưu trí, những người sẽ muốn hiểu các kế hoạch phát triển của bạn và chúng sẽ có ý nghĩa gì đối với giá cổ phiếu của bạn. Ở mọi giai đoạn, lệ phí cho kế toán, môi giới, giám đốc không tham gia điều hành và các chi phí khác là rất lớn. Trên thực tế, chúng có thể sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không ngạc nhiên bằng cái ngày mà người môi giới gọi điện nói với bạn rằng: "Xin chúc mừng, giờ cậu đã chính thức trở thành một triệu phú rồi đấy nhé." Trải nghiệm của Banatine. Có được những gì bạn muốn? 1. Hãy tập trung vào bức tranh lớn và đừng để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì chia tách bạn khỏi mục tiêu cuối cùng của mình. 2. Hãy chắc chắn rằng những người xung quanh bạn biết bạn đang kỳ vọng điều gì ở họ và khuyến khích họ đạt được kết quả mong muốn. 3. Hành động hơn là lời nói. Đừng có chỉ nói về nó mà hãy làm đi, và khi bạn phải nói thì hãy nói càng ít càng tốt. Càng ít người biết về bạn, bạn cần phải chăm chỉ đọc hơn, và tôi nghĩ điều này đã giúp tôi nổi tiếng là có chút chăm chỉ. Tôi cứng rắn, quyết đoán, nhưng chủ yếu là tôi không nói quá nhiều. 4. Làm việc chăm chỉ. Một điều làm nên sự khác biệt trong kinh doanh
điều duy nhất đảm bảo việc tạo ra nhiều của cải vật chất nhất trong lịch sử kinh tế không phải là sự may mắn hay các mối liên hệ hoặc luật pháp, đó là sự chăm chỉ lao động và rất nhiều điều vì sự chăm chỉ đó. Trường hợp nghiên cứu. Tên: Ray Taylor, tuổi 49. Công việc: Giám đốc điều hành của CEO Incidencer, đồng sáng lập của cộng đồng doanh nhân. Trình độ chuyên môn: cấp độ 0, A, bỏ học đại học. Trang web: www.entusinersusanai.com. Chato là người độc lập từ trong suy nghĩ của mình, có trình độ Kitô giáo cao và các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt đối với gia đình. Ông cũng có ý thức về danh dự, động lực và quyết tâm, những điều đã cho phép ông xây dựng được một sự nghiệp thành công trong ngành bảo hiểm. Ông là một người có ảnh hưởng lớn đến tôi, và khi ông được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng lúc tôi mới lên 10, điều đó đã mang đến cho tôi một cảm giác cực kỳ cấp thiết, cần phải sống cuộc sống viên mãn. Tôi gặp vấn đề về thính giác khi còn trẻ, và sau đó không bao giờ được xem là một học sinh đặc biệt nổi trội ở trường. Tôi luôn cảm thấy rằng mình tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa. Anh trai tôi đã giành được học bổng tại trường nam sinh St. Alban, nhưng tôi đã phải đến ngôi trường duy nhất nhận tôi ở Hertfordshire. Khi tôi học xong với kết quả học tập kém, bố tôi gợi ý tôi làm nghiên cứu kinh doanh tại trường đại học, nơi tôi sớm phát hiện ra rằng những thứ vật chất như những chiếc xe ô tô sẽ đặc biệt hữu ích trong việc thu hút các cô gái. Vì vậy, bắt đầu với 50 bảng, tôi đã mua và bán bất cứ thứ gì có thể, cho đến khi tôi có tiền mua một chiếc TVL cũ sáng bóng. Tôi thực sự chẳng thấy lợi ích gì khi học đại học và chỉ học đủ để được tham gia khóa đào tạo quản lý với Forward Church, một phần của ngân hàng Trung Du, Binben Bank hay nay là HSBC. Khóa học đã mang đến cho tôi một loạt những dự án kéo dài 2 tháng với các nhà quản lý và giám đốc cấp cao khác của công ty. Các kỳ thực tập kéo dài trong 2 năm, nhưng tôi chỉ xoay sở trong 4 tháng. Mặc dù tôi rất thích làm việc với mọi người, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng tiến độ công việc phụ thuộc vào việc thuyết phục người khác tin vào khả năng của tôi. Những người khác đã ở trong một hệ thống phân cấp chủ yếu dựa trên nhiều năm phục vụ hơn là năng lực. Tôi cũng bắt đầu ghét sự hậm hĩnh và sự bất công mà hệ thống phân cấp này tạo ra. Tôi biết mình cần phải làm việc với, chứ không phải là cho mọi người. Tôi cảm thấy giải pháp duy nhất là bắt đầu việc kinh doanh riêng của mình. Khi chẳng biết đáng lẽ ra phải làm gì, tôi bắt đầu nói chuyện với bất cứ ai đã thành công hiển hiện. Người hàng xóm bên cạnh nhà tôi có một chuỗi những chiếc xe đẹp trong nhà, và khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy điều hành một công ty in ấn thành công, tôi đã quyết định mình cũng sẽ trở thành một công ty in ấn. Chỉ trong 3 tháng, vốn chẳng được đào tạo hoặc lên kế hoạch đàng hoàng gì, tôi đã bán xe của mình, dùng tiền đó mua một máy in, thuyết phục một người bạn học cũ tham gia với tôi và đã bắt đầu hoạt động bên ngoài một tòa nhà, giữa hai chuồng gà Tây, trên một trang trại gần đó. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng giá trị được tạo ra từ nội dung trên giấy, chứ không phải là phương tiện in ấn nó. Tôi đã đi sai hướng kinh doanh, tôi muốn bắt đầu sản xuất nội dung. Cha của một người bạn thời đại học sở hữu một hãng xe tải địa phương, thường chở những người phụ nữ đi vào các ngày lễ thông thường. Tôi nghe nói ông ấy đã mời các tổ chức để chào hàng cho một chiến dịch quảng cáo mà anh có ngân sách 15.000 bảng. Tôi đã thuyết phục ông ấy để tôi ký hợp đồng mà không biết bất cứ điều gì về chào hàng hoặc quảng cáo. Tôi đã phỏng vấn ông ấy để tôi có thể hiểu được tham vọng của ông đối với công ty và cách ông ấy kiếm tiền. Điều này cho phép tôi xác định mục tiêu kinh doanh của ông ta. Sau đó tôi cũng làm như vậy với những bà cao tuổi đã đi trong các chuyến đi của ông ta và cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh, sở thích cũng như những điều họ ghét. Bằng cách kết hợp cả hai, tôi đã có thể đưa ra chiến lược của riêng mình. Tôi bỏ bản tóm tắt ban đầu và nhờ một nhà thiết kế tự do giúp tôi lập một bản mới với một số hình ảnh. Chúng tôi đã phát triển doanh nghiệp mới với một thẻ ghi giá tăng lên là 18.000 bảng. Trong vài năm tiếp theo, tôi đã áp dụng công thức tương đương, bỏ qua những thông lệ tiêu chuẩn của ngành tiếp thị và học hỏi từ mọi trải nghiệm. Tôi thuê nhân lực dựa trên thái độ, kỹ năng và niềm đam mê thay vì kinh nghiệm của họ, và chỉ trong 10 năm, tôi đã có một đội ngũ 250 người có độ tuổi trung bình là 26 và điều hành đại lý thương hiệu độc lập lớn nhất Vương quốc Anh. Dù không trải qua quá trình đào tạo chính thức, tôi đã vươn tới thành công bằng cách giữ vững đôi chân của mình và bằng cách đơn giản là áp dụng lý trí cho mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi cũng làm việc cực kỳ chăm chỉ, và kết quả là chúng tôi làm việc ở cấp độ hội đồng quản trị với một số người sáng giá nhất ở Anh tại các công ty như Marks & Spencer và Barclays, giúp đỡ họ phát triển một số thương hiệu mạnh nhất thế giới.
tôi cũng phát hiện ra một điều đáng chú ý. Khi tôi đam mê một dự án, sự nhút nhát trong tôi đã biến mất. Đam mê là chìa khóa để vượt qua những trở ngại và tạo ra sự thịnh vượng. Công ty tiếp tục phát triển cả trong nước và quốc tế và cuối cùng đã được bán vào năm 2000. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thứ mà những nhà đầu tư gọi là thanh khoản. Nhưng những người mà tôi đã đến gặp để được tư vấn tài chính đã nói về tiền như thể là bản thân nó có tính hấp dẫn vậy. Đó là điều mà tôi thấy cực kỳ chán nản. Sự thành công rực rỡ mà tôi có điều kiện để tin vào là thời điểm mà công việc đang trở nên trống rỗng một cách đáng ngại. Tôi nhận ra giá trị của đồng tiền đối với tôi như là một đơn vị trao đổi có thể được sử dụng để biến mọi thứ trở thành hiện thực. Tôi đã tính rằng miễn là tôi kiểm soát được lòng tham của mình thì tôi có đủ tiền để sống sung sướng cho đến hết đời. Đó là một điều tuyệt vời. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ những người đã có được kết quả này mà trước hết không cần phải thành công theo một cách quá thiên về vật chất. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về cách tôi đã trở nên thành công và tôi nhận ra rằng khi niềm đam mê và nỗ lực biến mọi thứ trở thành hiện thực đã vượt lên trên sự nhút nhát của tôi. Tôi đã có thể thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. Niềm đam mê này là kết quả trực tiếp của việc tìm kiếm chân lý trong một điều gì đó và đi đến sự thấu hiểu sâu sắc vấn đề quan trọng trong tay. Tôi nhận ra rằng sự hiểu biết sâu sắc, sự cống hiến này dường như thúc đẩy những gì mà người ngoài cuộc có thể đã coi là trùng hợp ngẫu nhiên, tức là nơi trên thế giới xuất hiện sự hiệp lực ủng hộ các cách nhìn và cách hoạt động mà tôi đã tham gia. Nhưng tôi biết rằng những sự trùng hợp như thế này là hệ quả của sự cống hiến của tôi. Do đó tôi quyết định đi theo khái niệm về sự trùng hợp và xem nó đưa tôi đến đâu. Tôi bắt đầu công ty đầu tư nhỏ mà tôi gọi là CEO, Incidencer. Công ty này hỗ trợ mọi người và những dự án có thể mang lại sự thay đổi tích cực. Là một phần của hành trình này, tôi đã có cơ hội chia sẻ một ý tưởng với Richard Branson, người đã lần lượt mời tôi đến Nam Phi cùng với hội từ thiện của anh ấy, Virgin Unity và một số doanh nhân khác. Trong chuyến đi, các doanh nhân tự nhiên bắt đầu dự tính và lập kế hoạch để hỗ trợ thay đổi một số bất công hiển nhiên trong khu vực. Trong thực tế, năng lượng được quy tụ lại là rất lớn. Tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng nó thắp lên hy vọng cho nhiều người trong chúng tôi để cố gắng đạt được những điều thực sự có thể làm nên một sự khác biệt. Sau đó qua CEO Incidencer, tôi đã gặp Dukran Banatine tại một hội nghị. Chúng tôi đã nói về những trải nghiệm của tôi ở Nam Phi và anh ấy kể lại những trải nghiệm tương tự ở Rumani và Malawi, nơi anh ấy đã xây dựng trại trẻ mồ côi và tài trợ cho một chương trình học đường. Ý tưởng đến với tôi về việc thành lập một câu lạc bộ mang các doanh nhân thành công đến gần nhau hơn để vận dụng các kỹ năng, mạng lưới, danh tiếng và tiền mặt của họ làm thay đổi những vùng nghèo khó. Câu lạc bộ đó được gọi là cộng đồng doanh nhân và theo các nguyên tắc cùng thực hiện, tôi quyết định trèo lái nó. Giờ mọi người hay nói với tôi rằng tôi phải rất khôn khéo để có thể đạt được những gì như ngày hôm nay, nhưng sự thật là cuộc sống không như thế. Bạn nhìn vào vũ trụ cơ hội của bạn, bạn có một ý tưởng, bạn cắm đầu xuống và chạy tốc độ tối đa theo một hướng. Sau 6 tháng, bạn nhìn lên và xem những gì đã thay đổi. Vũ trụ cơ hội của bạn sẽ khác đi. Vì vậy, bạn phải đánh giá lộ trình tốt nhất và thay đổi hướng nếu cần thiết. Con đường tất cả chúng ta đi đều có chút ngoằn ngoèo. Rồi ai đó nhìn vào vị trí bạn đang đứng hiện nay, vẽ một đường thẳng trở lại nơi bạn đã bắt đầu và nghĩ rằng ắt hẳn bạn là một thiên tài. Nhưng tất cả những gì chúng ta cần làm là đánh giá các cơ hội xung quanh chúng ta và phản hồi lại chúng. Đó là những gì tôi nói với những người muốn dấn thân vào kinh doanh. Bạn không thể biết tất cả mọi thứ khi bắt đầu. Tôi cá là Bill Gates đã không nghĩ về hệ điều hành Windows khi ông đang nghịch những chiếc máy tính trong nhà để xe của mình. Lời khuyên hữu ích nhất mà bạn từng nhận được là gì? Đây là điều tôi đã tự tìm ra. Nếu bạn tạo ra nhu cầu thì vốn sẽ đến theo. Nếu bạn có một hoạt động kinh doanh mới mà chưa thử sức và bạn tìm kiếm đầu tư, bạn sẽ phải cho đi rất nhiều cổ phần. Nhưng nếu bạn có thể chứng minh được nhu cầu cho ý tưởng đó, thì bạn giảm được rủi ro và các nhà đầu tư sẽ lấy tỷ lệ thấp hơn. Bạn ước mình đã biết được điều gì ngay từ đầu? Thực sự thì chẳng có gì cả. Như thế không phải để nói rằng tôi đã không phạm lỗi, nhưng đôi khi bị vấp ngã lại là một phần tất yếu trong kinh doanh. Thành công là một giáo viên rất hạn chế và tôi tin sai lầm mới có giá trị. Tuy nhiên, khả năng lắng nghe nhiều hơn thời trẻ có thể sẽ hữu ích. Tôi rất giáo điều và bướng bỉnh đến nỗi không ai có thể làm tôi thay đổi và một năm sau đó tôi nghĩ rằng đáng lẽ tôi không nên làm cái việc mà ai đó đã khuyên tôi đừng làm. Một điều mà bạn muốn nói với ai đó khi bắt đầu kinh doanh là gì? Đừng đi theo đường tắt, hãy làm mọi thứ trong khả năng tốt nhất của mình, tạo ra nhu cầu và lo lắng về vốn sau.
Điều đó thực sự quan trọng để có được sự cân bằng giữa việc có một ý tưởng tốt và rồi thực hiện nó. Đừng bị dao động, bạn phải theo đuổi điều gì đó với niềm đam mê và quyết tâm ít nhất 6 tháng trước khi bạn có thể đánh giá nó sẽ tiến triển tốt đẹp ra sao. Tổng kết: nếu công ty của bạn phát triển thịnh vượng, bạn có thể thu được tiền từ nó. Còn nếu công ty của bạn gặp khó khăn, thì những gì bạn nhận được là bài học xương máu. Điều quan trọng là bạn sử dụng bài học xương máu đó như thế nào để kiếm được tiền như bạn mong muốn. Hãy tập trung vào bức tranh lớn và đừng để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khi chia tách bạn khỏi mục tiêu cuối cùng của mình. Hành động hơn là lời nói, đừng chỉ còn nói về nó mà hãy làm đi. Làm việc chăm chỉ, một điều làm nên sự khác biệt trong kinh doanh, điều duy nhất đảm bảo việc tạo ra nhiều của cải vật chất nhất trong lịch sử kinh tế không phải là sự may mắn hay các mối liên hệ hoặc luật pháp, đó là sự chăm chỉ lao động và rất nhiều điều vì sự chăm chỉ đó. Action: 3 bài học cho người mới bắt đầu kinh doanh là gì? Bạn có thể viết ra.